Anh Pha ơi, anh đâu rồi? Cậu bé, sao lại ngồi khóc ở đây? Cháu đi tìm anh cháu. Lúc nãy trong rừng có một đám mây đen đến cuốn anh cháu đi rồi à. Đám mây đen sao? Vậy anh trai cậu bị quỷ dữ bắt rồi. Nó rất thích bắt những trai tráng khỏe đẹp về làm chồng rồi ăn thịt. À, quỷ dữ sao? À, ông ơi, cháu phải làm gì để cứu anh cháu à? Không cứu được đâu, quỷ mạnh lắm. Trước giờ chưa thấy trai làng nào bị bắt mà trở về hết. Cháu về báo cho cha mẹ biết đi. Cha mẹ cháu mất lâu rồi, còn mỗi anh trai giờ lại bị quỷ bắt đi. Cháu biết sống làm sao đây? Thật là tội nghiệp. Cháu về nhà đi, ở trong rừng nhiều thú dữ lắm. Anh Pha bị quỷ bắt đi rồi, chỉ còn tao với mày thôi. Đây là đâu? Ai đưa mình đến đây? Chào mừng ngươi đến nhà của ta. Ta xin giới thiệu ta là... Sắc đẹp của ta làm hắn say mê đến ngất đi sao? Hey, nè, ngươi mau tỉnh dậy đi. Lại một tên xấu xí nữa. Ngươi là ai? Ta là quỷ nhỏ, tay sai trung thành của quỷ chúa. Ngươi đừng có sợ, ngươi đã được chủ nhân chọn làm chồng. Ngươi sẽ không bị treo lên vách đá như mấy tên gầy gò, ốm yếu kia đâu. Đúng là một chàng trai đẹp. Ngươi cũng được việc đó, quỷ nhỏ. Ngươi thổi sáo rất hay. Hãy thổi sáo cho ta nghe tiếp đi. Đúng rồi, mình sẽ thổi sáo mê hoặc chúng, rồi bỏ trốn khỏi động, tìm đường về nhà với chồng. Được, ta sẽ thổi sáo cho ngươi nghe. Nhưng cây sáo của ta đã bị rơi ở trong rừng rồi. Hãy tìm sáo cho ta. Ngươi mau tìm cây sáo đó để chồng ta thổi cho ta nghe trong lúc ăn tối. Ôi, tưởng tượng đến cảnh đó là ta đã thấy thích rồi. Dạ, vậy để con vào rừng tìm. Chắc sẽ dễ tìm thôi. Tối đen như mực mà còn bắt mình đi tìm cái sáo nữa. Quỷ dữ mà cũng muốn thưởng thức âm nhạc. Nhớ rừng này có ma không ta? Ủa? Ủa? Mình là quỷ mà, ai thấy mình cũng phải sợ, chứ mình có sợ gì đâu. Ma chỉ là bọn tầm thường với lũ quỷ của chúng ta mà thôi. À, đúng cái cây này rồi. Dạ, nhưng mà trời tối quá, làm sao tìm được đây ta? May quá, mình thấy cây sáo rồi. Con rắn, anh cứu ta với, anh cứu ta với. Rắn à. Anh Pha, anh về rồi phải không? Ai cũng nói bị quỷ bắt thì sẽ không về được. Anh Pha ơi, em nhớ anh quá à. Không có anh, ai sẽ dạy em săn bắt? Ai dạy em cách hái rau, hái quả không độc đây? Mình phải tìm cách cứu anh Pha. Chắc chắn có cách để diệt quỷ dữ. giờ phải đi hướng nào mới đến núi quỷ đây? Anh ơi, đường nào đi đến núi quỷ ạ? Em đến núi quỷ để làm gì? Diệt quỷ, cứu anh trai ạ. Em như vậy mà đòi diệt quỷ sao? Em thấy anh có khỏe mạnh cao lớn không? Em không sợ, anh cứ chỉ đường cho em đi. Có chuyện gì đừng trách anh không cản nghe. Làm sao để vượt qua đây? Đây là con đường duy nhất để đi đến núi quỷ. Dơi ơi, đừng sợ. Xông lên, chúng ta phải vượt qua để cứu anh Pha. Ta ra suối hút nước dập tắt ngọn lửa kia. Mình tự quyết tâm thì sẽ làm được, nhưng mình quá yếu. Làm sao để cứu anh Pha đây? Tìm mãi mà không thấy được cái sáo nào. Đúng cái sáo đó rồi. Chắc nó là em trai của tên kia. Dông vẫn không nản lòng, đi khắp nơi tìm cách lên núi diệt quỷ, nhưng chẳng ai giúp được. Sao mày lại dừng? Mày đói rồi sao? Hay là mày muốn nghỉ? Có ai không? Cứu tôi với. Ông bị sao vậy ông? Ông cần cháu giúp gì không? Ta từ miền xuôi lên đây thăm bà con, không may bị ngã, đi không được. Ông ơi, ông lên voi cùng cháu, cháu đưa ông đi. Nhưng mà già đói quá, già muốn ăn, muốn nghỉ ngơi. Cháu còn một miếng thịt rừng khô, ông ăn tạm rồi uống nước cho đỡ đói, để cháu dựng tạm chòi lá cho ông nghỉ ngơi. Ông già rồi, chân lại đau, ở ngoài sương lạnh không tốt đâu. Cậu còn nhỏ tuổi mà biết nghĩ cho người khác quá. Ông là ai vậy ạ? Ta là thần núi Chư Lây, cai quản khắp vùng rừng núi này. Hôm nay con đã rất tốt bụng, giúp ta được ăn no, ngủ ấm. Thần núi, xin ngài hãy giúp con cứu anh trai bị quỷ dữ bắt đi. Ta biết con rất dũng cảm, vì tình yêu thương với anh trai mà không ngại đường xa nguy hiểm tìm diệt quỷ. Nhưng con không thể đến được núi quỷ, ai cũng khuyên con quay về. Tài và sức của con chưa đủ để diệt quỷ đâu. Chính ta đã lệnh thần lửa hiện lên ngăn cản con lên núi quỷ. Thần núi, sao ngài không diệt quỷ cho dân làng được bình an? Ta là thần núi, nhưng sức mạnh cũng có giới hạn. Quỷ dữ có gương thần của thần mặt trời, ta đấu không lại. Con sẽ tìm mọi cách diệt quỷ, xin ngài hãy giúp con. Con hãy trồng hạt giống này trên đỉnh núi bên cạnh núi quỷ. Mỗi ngày con tự mình lấy nước dưới chân núi lên tưới cây đủ 7 lần. Khi nào cây lớn, ta sẽ đến gặp con. Con cảm ơn ngài, con cảm ơn ngài, con sẽ cố gắng. Mình không mơ, chắc chắn không phải là mơ. Sao nó vẫn không bị mê hoặc bởi tiếng sáo của mình? Có lẽ đây không phải là cây sáo của mình nên không mê hoặc được nó. Vậy là mình hết đường trốn thoát. Ngươi thổi sáo tiếp đi, ai cho ngươi dừng lại. Ngươi đừng thấy ta cưng chiều ngươi mà lên mặt. Ngươi làm ta không vui rồi đó. Chủ nhân, chủ nhân, chủ nhân, chủ nhân, em trai của nó đang được thần núi Chư Lây giúp đỡ đi cứu nó rồi kìa. Dòng đang đi cứu mình sao? Nguy hiểm lắm Dòng ơi. Lại một tên trắng đẹp thổi sáo hay nữa sao? Để ta lấy gương thần xem nào. Hắn đen thui. Lại là tên nhóc điên đuối gầy còm xấu xí đó. Nó đang hì hục leo lên đỉnh núi bên kia. Thần núi đánh nhau với ta bao trận đều ôm thương tích trở về. 10 lão già ấy giúp sức thì nó cũng không làm gì được ta đâu. Nhưng mà ngươi cũng nên đi theo nó dọc phá cho ta có trò tiêu khiển, xem nó làm được gì nào. Mày cố gắng nảy mầm rồi thạch cây cao thật cao để tao còn đi cứu anh trai nha. Mình có nhìn mãi thì chắc hạt giống cũng chưa nảy mầm ngay đâu. Thôi, giờ mình đi nghỉ ngơi để lát xuống núi gánh nước lên tưới. Lâu rồi mình không được nghe tiếng sáo của anh Pha. Không biết bây giờ anh ấy sao rồi. Anh Pha còn chưa kịp dạy mình thổi sáo nữa. Mà mình biết thổi chắc cũng chẳng mê hoặc được con người và muôn thú như anh ấy đâu. Ê, mày ra đào đất, lấy hạt giống lên, rồi tao sẽ thưởng cho mày lũ chim non béo ngậy. Nhớ đừng có làm ồn đó nghe chưa. Hình như có một người có hình thù rất kỳ dị từ trong bụi cây xông ra định cướp hạt giống của mình. Chẳng lẽ là quỷ dữ? Nó sợ mình trồng được cây rồi sẽ tìm cách cứu anh Pha nên nó phá sao? Mình ngụy trang như vậy chắc không ai biết đâu. Thôi, phải đi lấy nước về tưới mới được. Mình phải cố lên, không được nản lòng. Anh Pha đang đợi mình đến cứu. May quá, chỗ mình gieo hạt vẫn còn nguyên. Chắc hạt giống sẽ không bị cướp nữa đâu. Nảy mầm rồi, hạt nảy mầm rồi. Sắp thành cây rồi. Ta không thèm phá ngươi đó chứ. Để ta xem cái cây ngươi trồng sẽ làm được chuyện gì. Dông không quản mệt nhọc, nghe lời thần núi, ngày ngày gánh nước tưới cây đủ 7 lần. Cái cây này thật không phụ công mình gánh nước từ sáng đến đêm. Cái cây ngày càng lớn, càng cần nhiều nước hơn. Để xem mới đủ sức gùi nước cả ngày không. Cây ngày càng cao lớn, dông càng phải gánh nước nhiều hơn để tưới cây. Mình phải gánh nước tưới cây đến khi nào đây? Mình mệt quá, đói bụng quá. Tội nghiệp thằng bé, vì anh trai mà chịu bao khổ cực. Đây là mật ong quý, nó sẽ giúp con đỡ mệt. Dông ơi, cứu anh với, cứu anh với. Mình nghe thấy tiếng của anh Pha kêu cứu, sao mình lại muốn quên ở đây ta? Mình phải tiếp tục gánh nước tưới cây để Từng Núi còn giúp mình. Mình không được bỏ cuộc. Ngươi thật ly lợm. Vì mê tiếng sáo của ngươi nên ta mới cho ngươi sống đến hôm nay. Ngươi mau thổi sáo cho ta nghe đi. Ta không có hứng. Cái tên quỷ nhỏ kia đâu rồi? Ta đang tức giận, phải tìm nó xả mới được. Quỷ thần ơi, hắn ta đẹp trai quá, lại còn khỏe mạnh, dũng mãnh nữa, rất hợp làm chồng ta. Quỷ nhỏ, quỷ nhỏ đâu rồi? Chủ nhân gọi con hả? Con đang tính báo cho chủ nhân biết cái cây của em trai tên Thổi Sáo đã cao bằng đầu người rồi. Kệ hắn đi, ta không quan tâm. Ta tìm được chồng mới rồi. Người nhốt tên kia lại, thỉnh thoảng hắn thổi sáo cho ta nghe cũng đỡ buồn. Ta đi bắt chồng mới đây. Quỷ nhỏ cũng dần quên Dông, không đến quấy phá nữa. Dông vẫn kiên trì vùi nước tưới cây mỗi ngày như lời Thần Núi dặn. Qua 3 mùa rẫy, Dông trở thành một chàng trai cường tráng. Cây đã trở nên cao to, tay người ôm không xuể. Con giỏi lắm, thời gian thử thách của con đã hết rồi. Thần Núi Chư Lây, xin ngài giúp con cứu anh trai. Ta không nhìn sai. Ta biết thế nào con cũng vì thương anh mà vượt qua được gian khổ, để trồng được cây lớn như lời ta dặn. Ta bắt con trồng cây trên đỉnh núi, rồi gánh nước từ chân núi tưới cây ngày 7 lần. Ta nghĩ con sẽ bỏ cuộc việc cực khổ và chấp nhận việc không thể diệt được quỷ. Không ngờ con lại kiên trì đến như vậy. Chưa diệt được quỷ, cứu được anh trai thì con không bỏ cuộc. Ta nghĩ bây giờ con đã đủ tài và sức để đánh nhau với quỷ rồi. Cậu bé Đam Dông đã trưởng thành rồi. Ta sẽ giúp con, nhưng cũng phải dựa vào sức mạnh và ý chí của con nữa. Ta tặng con thanh kiếm và cái khiên. Ngựa trắng này có thể chạy vạn dặm qua bao đồi núi. Con hãy giữ quả bầu khô bên mình. Khi nào không chống đỡ nổi quỷ dữ thì hãy mở ra. Hãy mau đi cứu anh trai mình đi. Dạ. Quỷ dữ, ta đến tiêu diệt ngươi đây. Dạ. Quỷ dữ đâu? Mau ra đây, trả anh trai lại cho ta. Đứa nào dám đến phá giấc ngủ của ta? Ngươi thật xấu xí, vậy mà lại đi bắt những trai tráng khỏe đẹp về làm chồng rồi ăn thịt họ. Đứa nào dám nói ta xấu xí? Ta là quỷ đẹp nhất trong các loài quỷ. Cha ơi, dũng sĩ nào đây? Cường tráng quá, đẹp trai quá. Tuy hơi đen một chút nhưng không sao, vẫn thích hợp làm chồng của ta. Ai dám làm chồng ngươi? Mau trả anh trai lại cho ta. Lần đầu tiên có chàng trai đến tận núi quỷ vì ta đó. Ta không phải tự đi bắt chồng. Mà anh trai ngươi là ai? Anh Pha của ta, da trắng tóc xoăn, thổi sáo rất hay. Cách đây 3 mùa rẫy ngươi đã bắt đi. Mau thả anh ta ra. Nó là em trai của tên Thổi Sáo đó. Thì ra là thằng dốc đen đúa xấu xí hồi đó. Anh ngươi thổi sáo tiêu diệt ngươi, cứu anh trai về. Hả? Tiêu diệt ta sao? Thật là buồn cười. Để con đi lấy gương thần cho chủ nhân. Ta là quỷ, hắn là người, làm sao hắn đấu nổi ta? Không cần gương thần, ngươi sợ thì lo vào đồng mà trốn đi. Thảo thả anh trai cho nào, để ta xem bản lĩnh ngươi đến đâu. Ngươi khỏe đó, vẫn cày theo kịp ta. Ngày nào ta cũng leo núi gùi nước tưới cây từ sáng đến đêm. Người có chạy qua bao nhiêu ngọn núi, ta cũng sẽ đuổi kịp. Tóc của ta đã ít, mà ngươi còn dám cắt đứt tóc quý của ta. Chưa xong, làm sao mà cứu ngươi? Nó khỏe quá, mình phải tìm cách hát lừa nó. Nó mới chạy đến đây mà sao mất tích rồi? Mình vẫn thấy mùi của quỷ dữ gần đây. Mày có ngửi thấy mùi của quỷ không? Bông hoa kỳ lạ quá, bãi cỏ này chẳng có bông hoa nào. Chắc là quỷ dữ biến thành để lưu mình rồi. Ngươi định che mắt ta sao? Quỷ dữ đã bị tiêu diệt rồi, mau quay về đồng quỷ cứu anh trai ta. May quá, nó cũng chịu nhúc nhích. Mỗi lần đẩy được một ít chắc chắn sẽ mở được cửa động vào trong cứu anh trai. Ngươi nghĩ đã diệt được ta sao? Đừng tưởng bở. Ta sẽ cho ngươi thấy sức mạnh thật sự của ta. Ngươi đừng nói láo. Nếu không có gương thần, ngươi cũng chỉ là con quỷ già nua xấu xí, làm trò biến hình dọa người thôi. Ta ghét nhất ai nói ta xấu xí. Ta sẽ đè chết rồi. Đừng có dùng đao và khiên của từng núi mang cho tao. Ngươi đúng là ác. Nếu ngươi chịu làm chồng ta thì chúng ta sẽ làm chủ tất cả những ngọn núi cánh rừng. Ngươi là quỷ dữ chuyên hại con người, đừng hòng dụ dỗ ta. Đúng là khó trị. Để ta xem ngươi có thắng nổi sức nữa hay không. Giờ thì ngươi chịu chết đi. Đúng rồi, tôi vừa nói khi nào không chống cự nổi thì mở ra. Quỷ dữ kia, ngươi vẫn không thắng được ta đâu. Ngươi sợ nên trốn rồi sao? Tránh ra, để ta đưa người của ta đi. Nếu không, ta sẽ ném anh ngươi xuống chân núi. Hắn chắc chắn sẽ chết. Anh Pha! Anh Pha ơi! Là giọng của Dông. Nhưng người kia lạ quá. Anh Pha ơi! Anh hãy cõi sáo đi! Đúng rồi! Tiếng sáo mình đã nghe khi gặp hắn trong rừng. Quỷ dữ xấu xí kia, mở mắt ra nhìn ta đi. Ta không xấu xí, ta là con quỷ đẹp nhất thế gian. Tạ ơn ngài đã giúp đỡ con. Chính lòng dũng cảm và tình yêu dành cho anh trai đã giúp con diệt được quỷ dữ. Dũng sĩ Đam Vong, ta thay mặt núi rừng cùng các buôn làng cảm ơn con. Các con hãy mau trở về vui cùng buôn làng đi. Lúc bị quỷ bắt đi, anh đã kêu lên: Vong ơi, cứu anh với. Lúc nào em cũng nghe tiếng anh kêu cứu vang vẳng bên tai. Anh là anh trai của em, sao em bỏ anh được? Em thật dũng cảm. Cũng may có tài thổi sáo của anh giúp sức. Quỷ mạnh lắm, em đấu không lại đâu. Buôn làng mở hội tưng bừng chào đón, tung hô cảm ơn dũng sĩ Đam Vong đã diệt được quỷ dữ và cứu các trai làng trở về. Vong và Pha trở về nhà sống hạnh phúc vui vẻ bên nhau. Độc trắng cực kỳ nguy hiểm. Cũng may tôi biết cách chữa trị. Ông rồng ở đây nghỉ ngơi, đợi tôi chút. Anh rồng, anh đỡ hơn chưa? Cảm ơn cậu chuột, tôi thấy đỡ nhiều rồi. Cũng may nhờ cậu cứu mạng. Anh không sao là tốt rồi. Nhưng vì sao cậu lại giúp tôi? Chẳng giấu gì anh, trước nay trắng luôn ỷ mạnh hiếp đáp loài chuột nhỏ bé chúng tôi. Để sống yên ổn, tôi đành chấp nhận trở thành thuộc hạ của hắn. Dù giúp rắn không ít việc, nhưng chưa bao giờ hắn ta đối xử tử tế với tôi cả. Tôi không ngờ rắn lại sống tệ bạc như thế. Cậu tuy nhỏ bé nhưng lại hiểu biết, thông minh hơn rắn rất nhiều. À đúng rồi, để cảm ơn anh cứu mạng, tôi xin mời anh mùa xuân tới lên thiên đình để thành một trong 12 con giáp, cùng nhau cai quản nhân gian. Ôi, tôi không nằm mơ chứ. À, không đâu, cậu xứng đáng mà. Cảm ơn anh Rồng Chi Chiết, nhất định tôi sẽ có mặt đúng hẹn. Loài nhỏ bé như mình, làm cách nào để đấu lại những con vật khác đây? Hay là mình theo Rồng Vàng? Mình phải tranh thủ đi tìm các con vật khác thôi. Bây giờ anh tính đi đâu? Vết thương của anh còn chưa lành hẳn mà. Tôi cũng đỡ nhiều rồi. Bây giờ tôi phải đi tìm các con vật còn lại, kẻo không kịp. Gặp lại sau nhé. Ê khoan, anh Rồng ơi, tôi thông thuộc tất cả ngõ ngách trong khu rừng này. Hay là để tôi cùng đi tìm các con vật còn lại với anh? Nếu được vậy thì tốt quá, mình đi thôi. La 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 la, ta là ngựa, không ai chạy nhanh bằng ta. La 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 la, la 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 la. Ngựa ngoan, gặp ta là sợ hãi vội quỳ gối rồi. Tốt lắm, tốt lắm. Ai sợ ông trước? Là do ông hù tôi mà thôi. Muôn loài đều sợ ta cả. Ta chính là chúa tể rừng xanh. Chúa tể à? Vậy ông có chạy nhanh hơn tôi không mà đòi làm chúa tể? À, ngươi nghĩ ngươi chạy nhanh hơn ta sao? Tất nhiên. Ông không thấy chân tôi dài và khỏe thế này à? Vậy chúng ta hãy cùng thi chạy đến vách núi. Nếu ngươi thắng, ta sẽ cho ngươi làm chúa tể khu rừng này. Nếu ngươi thua, ngươi sẽ bị ta ăn thịt, đồng ý không? Được, tôi sợ gì ông chứ. Cái chức chúa tể này nhất định sẽ thuộc về tôi. Để rồi xem. Ngươi sẵn sàng chưa? Tôi lúc nào cũng sẵn sàng. Được, vậy ai đến vách núi trước thì sẽ chiến thắng. 1, 2, 3, xuất phát. Vách núi kia rồi, mình sắp về đích rồi. Ôi là bùng lúng, nguy rồi. Sao vậy? Chân người khỏe đó mà, sao bây giờ không nhấc khỏi bùng lầy được hả? Thấy ông chạy chậm quá nên cố tình dừng lại thôi. Được, vậy ta không khách sáo, hẹn gặp ở vách núi. Không xong rồi, mình mà không thoát khỏi đây là thua cọp mất. Cứu với, có ai không? Có ai không? Ôi, cháu ngựa, cháu làm sao vậy? Bác Trâu ơi, bác giúp cháu với. Cháu bị kẹt ở vũng bùn này, không ra được. Tôi có cách. 1, 2, 3, lên nào. Cố lên, chút nữa thôi. 1, 2, 3, lên. Ôi, mày có bác Trâu và Thỏ giúp đỡ. Cũng may là có Thỏ nhanh trí, kịp thời lấy cành cây làm dây để kéo cháu ra. Mà cháu đang đi đâu vậy? Cháu đang chạy đua với cọp đến vách núi thì bị sa vào bùn lầy này. Ấy, cháu phải đuổi theo cọp đây. Tạm biệt bác Trâu, tạm biệt Thỏ. Thế nào, ngươi đã chấp nhận thua chưa? Đồ ngựa non háo đá. Nếu không vì sa vào bùn lầy thì tôi có thể đã thắng. Đừng nói nhiều. Ngươi phải trở thành bữa tối của ta. Xin tha mạng, cứu với, cứu tôi với. Ngươi kêu nữa đi, sẽ không ai cứu được ngươi đâu. Có ai không? Cứu tôi với. Dưới vách núi có ai đang kêu cứu? Mình tới đó xem nào chuột. Ngựa đang gặp nguy hiểm, chúng ta đến cứu ngựa nào. Kìa anh Rồng, vết thương do rắn cắn của anh còn chưa khỏi hẳn, e rằng không phải đối thủ của cọp. Với lại khu rừng cũng có luật lệ riêng của nó. Hay là mình cứ ở vách núi quan sát xem tình hình thế nào. Xin ông tha cho tôi lần này. Tôi hứa từ nay sẽ không đòi làm chúa tể Sơn Lâm nữa. Muốn rồi, ta chạy cả đoạn đường dài cũng hơi đói bụng rồi. Anh cọp ơi, tôi bảo này, ngựa thì có bao nhiêu thịt đâu, sao anh không bắt con vật còn to hơn anh mà ăn, hỏng sướng hơn sao? Lão, trong khu rừng này có ai to lớn hơn ta chứ? Vậy mà tôi vừa gặp nó đây nè, nó cao lớn hơn anh, khỏe hơn anh. Nó còn nói... Nó nói cái gì? Nói mau. Nó còn nói hễ gặp anh cọp ở đâu thì nó sẽ ăn thịt anh ở đó. Vì vậy nên tôi mới tìm đến anh để dặn anh phải cẩn thận nè. Dẫn ta đến gặp nó mau, ta nhất định sẽ ăn thịt đó. Vậy sáng mai tôi sẽ dẫn nó đến đây, nhưng đổi lại anh không được ăn thịt bạn ngựa nữa. Được, nhưng nhớ, nếu ngươi lừa ta thì cả hai người đều phải làm mồi cho ta, hiểu chưa? Tôi có gan trời cũng không dám lừa anh nữa. Vậy hẹn anh sáng ngày mai. Chị ngựa không sao chứ? Tôi không sao. Cũng do tôi tự cao, ỷ mình có chân dài khỏe mà không quan sát kỹ đường chạy, vậy nên mới thua cợp. Thôi, chị đừng có tự trách mình nữa, tôi đã có cách giúp chị. Cảm ơn cậu thỏ. Nhưng có thật là có con vật to lớn, khỏe mạnh hơn cả cọp không? Cái gì? Không được đâu. Cọp nhất định sẽ không tha cho cả tôi và cậu. Chúng ta phải tìm chỗ trốn thôi. Không việc gì phải trốn. Chị ngựa đừng quá lo. Chỉ cần có niềm tin chúng ta sẽ thành công. Nhưng chúng ta cần thêm sự giúp đỡ. Chị cứ yên tâm đợi tôi ở đây. Tôi sống nhiều năm trong khu rừng, chưa bao giờ nghe có con vật như thế. Kỳ lạ thật. Vậy chúng ta cứ đợi xem hình dáng con vật đó ra sao, coi như tôi cũng được mở mang tầm mắt. Bác đã nghe thỏ kể lại rồi. Mọi người đến đây để giúp cháu đó. Ngựa đừng lo, có mọi người hợp sức lại nhất định sẽ cứu được em. Nhưng nếu hợp sức lại, liệu chúng ta có đánh thắng cọp không? Mình không dùng sức mà sẽ dùng mưu. Bây giờ chị cứ nằm xuống, chỏng bốn chân lên trời, mắt nhắm nghiền, giả bộ như đã chết. Ai làm gì cũng không được cử động. Mọi chuyện còn lại cứ để tôi và mọi người lo. Hình như là cọp đang đến. Mọi người nhanh chóng vào vị trí. Có bác ở đây, cháu sẽ không sao đâu dê. Hãy mạnh mẽ lên cậu bé. Dạ, cháu cảm ơn bác Trâu. Được rồi, mọi người nhớ hãy thật bình tĩnh và làm theo kế hoạch. Chị ngựa ơi, chị chết trên cái này thật oan uổng quá. Chuyện gì vậy? Ngươi bị làm sao? Anh cọp đến rồi à? Sao anh không đến sớm một chút? Chị ngựa bị con vật to lớn kia hại chết rồi. Nó đã làm gì ngựa? Khi nãy nó chỉ búng tay một cái là ngựa đã lăn đùng ra chết rồi nè. Ôi, chị ngựa thật tội nghiệp à. Ngươi nói cái gì? Nó búng tay là ngựa như vậy luôn hả? Đúng vậy, chưa hết đâu. Nó lớn đến mức chỉ cần bước đi là cây cối đổ rạp, mặt đất rung chuyển dữ dội. Nó đó, nó chuẩn bị tối đó anh cọp. Gì đây nè. Con cọp kia, tao đập lại cho ta, tao đói bụng rồi. Thôi, cọp ở lại đấu với nó nha. Tôi chạy trước đây, tôi không muốn thiệt mạng giống chị ngựa đâu. Cũng may mình nhanh chân chạy thoát. Tại sao trong khu rừng có con vật to lớn như vậy mà trước giờ mình không biết ta? Chúng ta làm được rồi, yeah. Bác đã nói rồi mà, cháu làm tốt lắm. Cảm ơn mọi người đã giúp đỡ. Cũng may thỏ nhanh trí, nghĩ ra mưu này mới lừa được cọp đó. Là nhờ mọi người cùng nhau hiệp lực, chúng ta mới làm cọp sợ đến bỏ chạy. Nhưng nếu cọp biết mình bị lừa thì sao đây? Tốt nhất là mọi người thấy cọp ở đâu thì nên tránh đi, không nên hơn thua làm gì. Nữa nè, cháu cũng đừng nên thi chạy hay là thách đấu với cọp nữa. Dạ, cháu biết lỗi của mình rồi. Chào mọi người. Chào anh rồng và chuột. Hai người đến đây có việc gì à? Đêm qua chúng tôi ngủ trên vách núi đằng kia, đã biết hết việc các bạn lừa cọp và cứu ngựa ra sao rồi. Các anh sẽ không nói lại với cọp chứ? Không đâu. Sao tôi lại làm thế? Tôi thấy các bạn nhỏ bé hơn con cọp, nhưng lại rất thông minh, gan dạ, đoàn kết, nên mới xuống đây muốn kết bạn với mọi người. Thì ra là vậy. Chẳng giấu gì mọi người, tôi đang trên đường tìm các con vật tài đức để mời lên thiên đình dự hội, trở thành các con giáp cai quản trần gian. Trời đất ơi, lên thiên đình dự hội hả? Vì vậy tôi muốn mời tất cả mọi người mùa xuân tới hãy lên trời để được Ngọc Hoàng ban chức. Cảm ơn anh Rồng đã tin tưởng, nhất định tôi sẽ có mặt đúng vào mùa xuân. Hay quá, chó tôi nhất định sẽ làm cho thật tốt. Bác cũng sẽ không hoãn cực nhau, cố gắng hết sức. Ngựa tôi sẽ cống hiến hết mình. Tôi cũng sẽ rèn luyện chăm chỉ. Cảm ơn Rồng Vàng nhiều lắm nha. Anh Rồng Vàng ơi, em yếu đuối hơn các anh chị, lại vụng về, không biết mình có được tài cán gì để dự hội. Anh ở trên vách núi nhìn xuống, thấy em vô cùng dũng cảm, vì vậy em rất xứng đáng để tham gia hội nhà trời. Chị là con gái còn chẳng sợ gì. Đây chính là cơ hội để em thể hiện bản lĩnh của mình, đem vinh quang về cho dòng họ nhà Dê của em chứ. Đúng rồi, vậy em sẽ ra sức tập luyện mỗi ngày. Tốt lắm, tôi vẫn còn phải đi tìm thêm đồng đội để đưa thiệp mời. Mọi người có biết ai thông minh tài giỏi nữa không? Chỉ cho tôi với. À, hãy đến mời bác mèo thông thái đi. Bác ấy nổi tiếng uyên bác và thông minh nhất trong khu rừng này. Bác mèo còn có võ công cao cường, cả khu rừng này ai cũng nể bác ấy hết á. Vậy thì tôi phải đến tìm bác mèo mới được. Nhưng nhà bác mèo ở đâu? Nhà bác mèo ở tận trong rừng sau, đường đi rất khó. Hay là để tôi dẫn anh Rồng và chuột đi cho nhanh. Tốt quá, cảm ơn cậu thỏ nhiệt tình giúp đỡ. La la, ta là ngựa, ta chạy rất nhanh. La 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 la, la 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 la. Ủa? Thế nào? Rõ ràng khi nãy mình thấy ngựa chết rồi mà. Chuyện này là sao? Nói mau! Tại sao ngươi vẫn còn sống? Khôn hồn thì nói thật đi. Nếu không thì... Thật ra con vật to lớn kỳ lạ mà ông thấy là do các bạn tôi đóng giả thành. Các người dám gạt ta! Họ lại tới nữa rồi kìa. Được lắm, Nhãi Thọ, chính người đã bày trò lừa ta, ta nhất định sẽ tính sổ với mày. Cậu thỏ, hãy bám lên lưng tôi, cùng bay đến nhà bác mèo cho nhanh nào. Nhà bác mèo nằm dưới những tán cây rậm rạp, nếu bay trên trời sẽ rất khó nhìn thấy. Chúng ta chịu khó đi bộ một chút sẽ tới ngay. Thỏ kia, người dám lừa ta. Anh cọp nói gì tôi không hiểu. Ngươi đừng có giả nai nữa. Nai đâu, tôi là thỏ mà. Anh cọp sợ quá nên mắt mờ rồi hả? Im lại, các ngươi là ai? Tôi là Rồng Vàng, còn đây là bạn chuột. Chúng tôi đều là bạn của thỏ. Chào Rồng Vàng, dù ngươi có là bạn của thỏ, nhưng đây là chuyện riêng giữa ta và thỏ, không liên quan gì ngươi. Con thỏ kia, ta vừa thấy ngươi vẫn còn sống, nó không bị con vật to lớn nào búng tay mà chết hết. Mau đền bữa tối cho ta. Vậy sao? Hồi nãy rõ ràng tôi và anh đều thấy ngựa ngã chỏng cẳng rồi mà. Nhưng giờ ngựa chưa chết mà chạy mất thì cũng không thể trách tôi. Ngươi không nói nhiều, mau đền mạng. Để tâm phục khẩu phục, tôi với anh thi đấu. Nếu tôi thắng, anh không được phép làm phiền tôi và các bạn nữa. Nếu tôi thua, tùy anh xử lý. Ngươi dám đấu với ta? Một mình ngươi hả? Đúng vậy. Được, càng hãm lắm. Kìa thỏ, cậu không phải là đối thủ của cọp đâu. Đúng đó, cọp sẽ xé xác cậu cho mà coi. Không sao đâu, tôi đã có cách. Anh cọp, nghe nói các cơ bắp ở tay anh rất khỏe, chúng ta hãy thi đánh trống nha. Bây giờ, hãy xem cái cây đằng kia là cái trống. Ai đánh vào cây mà phát ra âm thanh to hơn thì người đó thắng. Tưởng thi gì khó. Thi như vậy thì ngươi chuẩn bị nộp mạng cho ta đi. Không biết thằng nhãi này có đang giở trò gì không đây. Mình phải cẩn thận mới được. để các ngươi không nói ta ý mạnh hiếp yếu. Ta nhường ngươi thi trước à? Được thôi, vậy tôi thi trước đây. Sức ngươi chỉ có như vậy thôi hả? Ta cho ngươi thêm một cơ hội, đánh lại lần nữa đó. Sức tôi chỉ có thế thôi. Đến lượt anh đi. Mở mặt to ra mà nhìn. Giỡn cái tai của ngươi, nghe ta biểu diễn đây nè. Thấy sao? Thấy sức mạnh của ta chưa? Tôi chưa nghe rõ lắm. Anh có thể đánh lại lần nữa không? Dám nói của ông nhà ta hết. Giết nè, giết nè. Buông ta ơi, buông ta ơi. Đừng có chết, đừng có chết các bạn. Ôi, anh cờ bị sao vậy? Con thỏ kia, nó lại lùa ta. Cậu thỏ thật thông minh, hạ gục được cọp mà không cần tốn tí mồ hôi nào. Cách của cậu hay thật, tôi tin với trí thông minh của cậu. Chắc chắn cậu sẽ đứng vị trí cao trong 12 con giáp. Không đâu, thông minh phải kể đến bác mèo. Giỏi quan sát và nhanh trí như thỏ. Tôi khâm phục cậu rồi đó. Thôi, chúng ta mau đến nhà bác mèo đi. Rồi. Hôm nay tập đến đây thôi. Bác mèo không khai ơi, bác có ở nhà không vậy? Ai đến tìm ta thế này? Là cọp đây bác mèo ơi. Cọp à, ngươi đến tìm ta có chuyện gì? Bác mèo thông thái ơi, tôi uất ức dữ lắm. Bác phải lấy lại công bằng cho tôi mới được. Không thì cái cậu này, tôi không muốn sống ở trong khu rừng này nữa đâu. Ngươi là chúa tể Sơn Lâm, có chuyện gì không thể giải quyết được? Vậy mà chúa tể Sơn Lâm như tôi lại bị bắt nạt tay tôi. Người này thương tích luôn. Ai có gan bắt nạt ngươi, mau kể rõ sự tình cho ta nghe nào. Là thỏ bác mèo, nó lừa tôi hết lần này tới lần khác, khiến tôi bị ông dính. Đến giờ mình bẫy sưng qua trời qua đất luôn rồi. Là thỏ à? Bác mèo không phải, bác là người công bằng, nguyên bác nhất khu rừng này. Bác phải làm chủ cho tôi. Bác mèo thông thái ơi, cháu là thỏ đây. Chính con thỏ lừa gạt khiến tôi bị ông chết đó bác mèo. Thỏ, cẩn thận. Cọp à, dừng tay lại. Ngươi không được làm vậy trong nhà của ta. Đau. Gây bác mèo đau quá. Không được làm vậy trong nhà của ta, rõ chưa? Dạ tôi biết rồi, bác mèo tha cho tôi. Cháu cảm ơn bác mèo. Bác phải phân xử công bằng. Vậy thỏ mà tôi suýt mất mạng mấy lần luôn á. Thỏ, chuyện có đúng như lời cọp nói hay không? Đúng là cháu có lừa anh cọp, nhưng là do anh cọp suốt ngày đòi ăn thịt các con vật trong rừng, cháu bất đắc dĩ mới nghĩ ra kế để cứu các bạn mà thôi. Cọp, có đúng như vậy không? Dạ chuyện này dài lắm, là do ngựa khiêu chiến với tôi trước chứ bộ. Tôi làm chứng lời thỏ nói là hoàn toàn đúng sự thật. Tôi đã chứng kiến toàn bộ sự việc. Các ngươi là ai? Sao lại đến đây? Đây là anh rồng vàng và bạn chuột, nhờ cháu dẫn đường đến tìm bác có việc. Ngươi tìm ta có việc gì? Các người đâu phải ở vùng này. Tôi tuân lệnh Ngọc Hoàng, tìm 12 con giáp để cùng nhau cai quản trần gian. Biết bác mèo thông thái, tài giỏi, tôi cất công đến đây để gửi thiệp mời cho bác. Mong bác mèo có thể đến dự hội nhà trời vào mùa xuân tới. Ta thật không biết nói gì hơn. Cảm ơn cậu đã tin tưởng. Nhất định ta sẽ đem tài năng của mình cống hiến cho nhà trời. 12 con giáp cai quản trần gian hả? Chẳng lẽ nào lại không có cọp ta? Còn khúc mắc giữa cọp và thỏ. Tôi đã biết lỗi của mình rồi. Từ nay tôi sẽ không bắt nạt các bạn trong khu rừng nữa. Cậu thỏ, chúng ta làm què nghe. Anh cọp nói thật chứ? Cọp biết lỗi là tốt rồi. Thỏ à, Vậy cháu cũng làm quề với anh cọp đi, đừng tìm cách lừa nhau, hại nhau làm gì. Chỉ cần anh cọp đừng đòi ăn thịt cháu hay các con vật khác là được. Cháu đâu có thích hơn thua với ảnh. Hả? Tôi thề nghe, tôi không bao giờ gây chuyện với cậu nữa. Sống chung trong một khu rừng, các loài vật phải biết yêu thương, đoàn kết mới phải. Cứ tranh giành hơn thua thì thời gian đâu mà học tập để nâng cao hiểu biết. Thiếu hiểu biết sẽ phạm sai lầm, rồi khi thiên tai ập đến không biết đường đâu mà chống đỡ. Ai nấy đều đồng thuận, quá giải hận thù như vậy thật là tốt quá. Anh Rồng, tôi danh là chúa tể sơn lâm, sức mạnh hơn nhiều loài, muốn đóng góp một chút sức mình để cùng anh cai quản trần gian. Không biết tôi có thể dự hội nhà trời được không? Không được. Chuyện này... Cậu Thỏ còn giận tôi hả? Tôi thật lòng biết lỗi của mình rồi mà. Đánh kẻ chạy đi, không ai đánh người chạy lại. Cọp đã biết ăn năn hối lỗi, Thỏ đừng nên hẹp hòi. Là cọp giả giờ ăn năn để được dự hội nhà trời. Anh Rồng vàng, anh nhất định đừng mắc bẫy của cọp. Tôi thật lòng ăn năn, sao để cậu tin tôi đây? Theo như bác thấy, cọp có tài có sức khỏe, nếu không cống hiến cho nhà trời thì quá là uổng phí. Rồng vàng, cậu nên cho cọp một cơ hội đi. Bác Mèo đã có lời thì đây. Tôi gửi anh cọp tấm thiệp mời đến dự hội nhà trời, mong rằng anh sử dụng sức mạnh vào việc có ích. Nhất định là vậy rồi. Nhất định ta sẽ đứng đầu 12 con giáp. Xem lũ các ngươi còn dám giỡn mặt với ta không? Đồ cọp giả tạo. Thỏ, cậu không sao chứ? Tôi không sao. Cháu cảm ơn bác Mèo lần nữa. Là bác đã quá tin lời cọp, suýt chút nữa là hại cháu rồi. Tiếc là một khi thiệp đã ra thì không thể lấy lại được. Thôi, chuyện đã lỡ rồi, anh đừng nên tự trách mình. Ta sẽ chăm chỉ luyện võ công, đến ngày dự thi sẽ cho cọp một bài học nhớ đời. Vậy hẹn bác Mèo ở Thiên Đình. Xin tạm biệt mọi người, tôi còn có việc phải làm. Cháu cũng xin phép ra về để chuẩn bị, mùa xuân cũng sắp tới rồi. Bác Mèo thông thái ơi, cháu là chuột nhỏ bé, e rằng không đủ sức đấu lại các con vật khác. Không biết cháu có thể ở lại nhà bác để học võ được không? Được chứ, ta sẽ dạy võ cho cậu. Nhưng ta có cái tật ham ngủ, hễ mà ngủ say thì rất khó thức dậy. Đến ngày dự hội, nhờ cậu hãy đánh thức ta dậy, có được không? Dạ được, cháu hứa sẽ ngoan và làm theo lời bác dặn. Vậy là ta chỉ còn thiếu một con vật nữa thôi. Phải nhanh nhanh đi kịp, mùa xuân sắp đến rồi. Âm thanh gì nghe hay quá. Mặt trời lo thức giấc, chào buổi sáng tinh khôi. Xin chào cậu gà, tiếng gáy của cậu nghe hay thật. Tất nhiên rồi, tiếng gáy của tôi to và hay như vậy mới đánh thức mặt trời dậy được chứ. Thì ra tiếng gáy của cậu dịu kỳ như vậy à? Đúng rồi, lúc nào tôi cũng thức dậy vào tờ mờ sáng để gáy thật to. Có như thế thì mặt trời mới ló dạng. Vậy ngoài gáy ra, cậu còn biết làm gì khác nữa? Tôi hả? Tôi biết nhiều thứ lắm. Trên thông thiên văn, dưới tường địa lý, bậy nhảy, bơi lội, cái gì tôi cũng giỏi. Vậy thì cậu biểu diễn cho tôi xem mở mang tầm mắt có được không? Được, xem tôi đây. Cậu gà giỏi quá. Ý, cậu không sao chứ? Ui, có gì mà trăng với sao? Tôi từng bay đụng cả mặt trời đó chứ. Xét ra thì anh ta cũng là kẻ có tài năng đây. Mình sẽ mời thêm anh ta nữa là hoàn thành nhiệm vụ, đủ 12 con vật. Vậy anh đến tìm tôi có chuyện gì? Chẳng giấu gì anh, tôi được Ngọc Hoàng ra lệnh tìm đủ 12 con vật tài trí, thông minh để cai quản nhân gian. Tôi xin gửi thiệp mời cho cậu, mùa xuân tới hãy lên Thiên Đình để được ban chức. Ôi, vậy là anh tìm đúng người rồi. Từ lúc sinh ra, tôi đã luôn biết mình sẽ có một sứ mệnh cao cả. Đã đến lúc tôi có thể phô diễn tài năng cho thiên hạ biết rồi. Vậy hẹn gặp cậu ở Thiên Đình. Tạm biệt cậu ra. Cuối cùng cũng đã tìm đủ 12 con vật. Mình mau về trời để báo cáo với Ngọc Hoàng thôi. Cuối cùng Trong Giang cũng đã tìm đủ 12 con vật theo yêu cầu của Ngọc Hoàng. Tất cả đều hăng say luyện tập, mong thể hiện tài năng trước Ngọc Hoàng. Chúng ta chuẩn bị lên Thiên Đình thôi nào. Đi thôi. Ủa, các bạn có thấy dê ở đâu không? Biết ngay mà, dê chắc còn đang ở nhà nhõng nhẽo với mẹ. Hôm qua nó nói từ nhỏ đến giờ chưa xa nhà, giờ đi tích lên Thiên Đình. Nhớ mẹ chắc rồi. Tò con. Cậu nhanh nhẹn đến nhà tìm dê đi, nhanh lên. Chúng tôi đứng đây đợi. Ngay thôi, con không đi nữa đâu. Xa mẹ con chịu không có nổi. Đi mãi Thiên Đình, chẳng biết bao lâu mới được về với mẹ. Con trai mẹ cũng lớn rồi. Dê, đi nhanh lên, mọi người còn chờ mỗi mình cậu đó. Nè, đừng có nói là cậu nhõng nhẽo, nhớ mẹ nên không đi nha. Ồ, mình chưa đi đã nhớ mẹ đó thì sao? Cậu giỏi thì đi với mọi người đi. Mình chưa lớn, chưa cần phải làm việc gì ra ngoài. Vậy bác tính sao? Nếu bác không muốn cho dê đi thì thôi, con xin phép đi đây. Khoan đã Thỏ, đợi một chút. Nè con trai, ai cũng phải lớn lên, làm việc theo sứ mệnh của mình. Con đi mẹ cũng sẽ nhớ con, nhưng mẹ chịu được. Mẹ tin tưởng là con sẽ đi một ngày đàn, học một sàng khôn. Con đã hứa với Rồng thì phải thực hiện lời hứa. Mấy này con đã tập luyện rất chăm chỉ mà. Nếu trên đường đi mà nhớ mẹ thì hãy dùng cái này. Con no rồi, con đi đây. Chắc không sao đâu, vì có cả bác Trâu chăm sóc tụi con rồi mẹ. Giỏi lắm con trai, con hãy tin tưởng vào việc mình làm. Và nhất là hãy tin tưởng vào bản thân con, nắm bắt cơ hội nha. Cứ ngủ ngon nha bác mèo thông thái. Tôi đi lên Thiên Đình đây. Thưa Ngọc Hoàng, thần đã tìm đủ các con vật theo yêu cầu của người. Tốt lắm. Nhưng mà tại sao ở đây chỉ có 11 con vật thôi? Đúng là chỉ có 11. Thiếu ai vậy ta? Anh Rồng Vàng ơi, không thấy bác mèo thông thái ở đâu hết. Đúng rồi, chuột, cậu có gọi bác mèo vậy không? Bác ấy ham ngủ thì tôi để cho bác ấy ngủ thôi. Tôi đã dặn trước là hôm nay đến ngày lên Thiên Đình, mà bác ấy vẫn ham ngủ. Cậu đã hứa với bác ấy. Rồng Vàng, ngươi đã không làm tròn trách nhiệm được giao phó, ngươi đáng tội gì? Thưa Ngọc Hoàng, thần đã gửi thiệp đủ cho các con vật, nhưng có lẽ là mèo đã ngủ quên à. Không có nhưng vậy gì hết, vì ngươi không hoàn thành trách nhiệm nên không có tư cách đứng đầu 12 con giáp. Đồng thời ngươi sẽ phải chịu phạt. Đáng đời ngươi. Anh cả Rồng Vàng, có lẽ Ngọc Hoàng nên loại anh ra. Dạ thưa Ngọc Hoàng, để không chậm trễ thời gian, thần đề nghị hãy cho Rồng Vàng lấy công chuộc tội trong vòng 1 nén nhang. Nếu Rồng Vàng tìm đủ con vật còn lại thì được miễn tội, còn không thì sẽ bị sét đánh để trừng trị. Được, Rồng Vàng nghe lệnh. Trong vòng 1 nén nhang, hãy mang lên Thiên Đình 1 con vật để đủ 12 con giáp. Nếu chậm trễ sẽ bị phạt sét đánh. Nghe rõ chưa? Thần xin tuân lệnh, thưa Ngọc Hoàng. Nhà bác mèo ở tận rừng, lại sống trong hang sâu. Dù mình có bay tới thì sợ cũng không kịp. Phải làm sao bây giờ? Con heo này chắc cũng được hơn một tạ, lấy thịt được rồi. Trời, con heo này nó mạnh quá. Phụ thế giới, bắt được mày rồi. Trốn đi đâu hả? Có ai không? Cứu tôi với, cứu tôi với. Tội nghiệp cậu heo quá. Nó ác đi. Nóng quá, nóng quá. Cứu tôi với, cứu tôi với. Mình phải giúp cậu ấy mới được. Đuổi theo, nhanh lên, nhanh lên. Đuổi theo, đuổi theo. Ôi, anh Đồng Giang, cậu chạy nhanh lên. Sao bỗng nhiên mưa lớn rồi lại ngưng ngang như vậy? Đúng là kỳ lạ thiệt đó. Trời ơi, con heo chạy mất tiêu rồi. Mau đi tìm đi. Trời, tức thiệt chứ. Chắc là thoát nạn được rồi. May quá. Cảm ơn anh Đồng Giang cứu mạng. Không có anh, chắc giờ tôi thành heo quay rồi. Sao mà nóng dữ vậy nè? Không sao rồi. Cũng may là có anh. Mà anh bay đi đâu vậy? Nguy rồi. Bây giờ mà mình tới nhà bắt mèo cũng không kịp. Heo nè, tôi đang bay đi tìm con vật để mời lên thiên đình cho đủ 12 con giáp trình diện Ngọc Hoàng, để Ngọc Hoàng giao nhiệm vụ cai quản trần gian. Anh đi cùng với tôi nha. Tôi không có ham việc cai quản trần gian đâu. Tôi chỉ thích ăn và ngủ thôi à. Anh tìm cho kỹ đi. Con heo mập đó không có chạy xa được đâu. Cho tôi đi với anh với. Ở đây chắc tôi thành heo quay quá. Vậy ta đi thôi. Anh sao vậy? Bị đau ở đâu à? Không phải. Tôi đói quá anh Rồng ơi. Tôi không còn chút sức lực nào hết. Vậy anh đợi ở đây, để tôi đi kiếm gì cho anh ăn. Anh Rồng Vàng ơi, sao anh còn chưa về nữa? Lần này ngươi xong đời rồi Rồng Vàng. Tắt rồi. Tội nghiệp Rồng Vàng quá đi. Bẩm Ngọc Hoàng, nén nhang đã tàn mà Rồng Vàng vẫn chưa trở về. Xin người hãy giáng tội cho Rồng Vàng. Ngon, ngon rồi mà. Cảm ơn anh Rồng. Anh ăn khỏe thật đó. Ăn nhanh lên, để còn bám chặt vào lưng tôi. Để tăng tốc đây. Thiên Lôi đâu? Hãy mau chuẩn bị thi hành luật nhà trời. Dạ bẩm Ngọc Hoàng, anh Rồng đang cõng heo về tới. Chào mọi người. Thưa Ngọc Hoàng, thần đã tìm được con vật cuối cùng, chính là heo ạ. Vậy là ta đã tạm đủ 12 con vật. Con heo mập này mà cũng đòi cai quản trần gian. Thưa Ngọc Hoàng, dù Rồng Vàng thực hiện được yêu cầu nhưng đã quá thời gian một nén nhang. Rồng Vàng, dẫu ngươi đã tìm đủ 12 con vật nhưng chậm trễ thời gian, ta phạt ngươi 30 đòn sét đánh để răn đe cho muôn loài. Thiên Lôi, mau xử phạt Rồng Vàng. Dạ thưa Ngọc Hoàng, là do anh Rồng cứu tôi, lại cho tôi ăn cho nên mới về trễ. Xin Ngọc Hoàng phạt nhẹ. Tuy heo ham ăn nhưng thật thà ngay thẳng, dám đứng ra xin cho người đã giúp mình. Thôi được rồi, ta chỉ phạt Rồng Vàng 5 đòn sét đánh thôi. Ngọc Hoàng thật là sáng suốt. Xin lỗi anh Rồng, nếu như tôi không ham ăn thì anh không có trễ giờ. Chuyện đã lỡ rồi, tôi không trách anh đâu. Tôi được Ngọc Hoàng tin tưởng giao nhiệm vụ quan trọng nhưng không hoàn thành đúng thời gian, tôi phải chịu trách nhiệm. Cũng là đúng thôi. Anh Rồng, anh Rồng. Rồng Vàng đã bị trọng thương, ta chắc chắn sẽ nắm ngôi vị thủ lĩnh 12 con giáp rồi. Anh Rồng Vàng ơi, anh mà có làm sao chắc tôi ân hận cả đời quá. Tôi không sao, mọi người đừng quá lo lắng. Tốt quá rồi, tốt quá rồi. Thưa Ngọc Hoàng, bây giờ 12 con vật đã đủ, nhưng thứ tự của các loài sẽ sắp xếp như thế nào đây? Chuyện này ta phải suy nghĩ thêm đã. Thưa Ngọc Hoàng, thần là chúa tể Sơn Lâm, chẳng ai xứng đáng đứng đầu 12 con giáp hơn thần. Ông suốt ngày chỉ biết bắt nạt các loài vật khác mà đòi đứng đầu 12 con giáp à? Có tài mà không có đức, không ai phục. Thưa Ngọc Hoàng, thần có gốc gác nhà rồng, cơ thể dẻo dai linh hoạt, không ai xứng đáng hơn thần. Người mở miệng toàn nọc độc, chứ có tài cán gì mà đòi đứng đầu 12 con giáp. Ta còn chưa xử ngươi cái tội phản chủ đó, đồ chuột nhắt. Thưa, gà mới xứng đáng làm thủ lĩnh đây. Ta có thể gáy vang gọi mặt trời mọc, biết bay nhảy, bơi lội, nói chung là cái gì cũng biết hết. Mặt trời thì kỳ nào mà không mọc, đâu phải chờ anh gọi thì mới mọc chứ. Anh đừng có khoác lác. Im lặng hết cho ta. Nếu như vậy, để cho công bằng, ta sẽ tổ chức cuộc thi chạy từ đây đến cung Hằng Nga. Thứ tự 12 con giáp sẽ được căn cứ vào thứ tự về đích của mỗi con mà xác lập. Lưu ý rằng đường đến cung Hằng Nga vô cùng hiểm trở, nhiều đồi dốc và thác nước. Ai can đảm mới có thể tham gia được. Bây giờ thì giải tán. Hẹn gặp lại các ngươi vào ngày mai. Thi chạy thì đúng ngày sở trường của tôi rồi. Sao Ngọc Hoàng không tổ chức thi ăn hay thi ngủ gì cho nhẹ nhàng? Tôi ghét chạy nhất trên đời. Cháu heo phải cố gắng lên. Cháu lúc nào cũng chỉ nghĩ đến ăn và ngủ, không có xứng đáng để cai quản trần gian đâu. Dạ, con sẽ cố gắng. Nhưng mà cả nhà cũng đừng có coi thường chuyện ăn ngủ à nghe. Nhờ ăn ngủ mới có sức khỏe luyện tập, học hành chứ. Ngày mai bắt đầu cuộc đua rồi, mọi người hãy cố gắng hết sức mình. Đặc biệt, đừng có để thua cọp, nếu không cọp sẽ càng ngày càng phách lối. Còn cố gắng cũng chẳng thắng nổi ta đâu. Mơ đi. Bộ dạng này của ngươi thì ngày mai sao mà thắng nổi ta? Thằng xấu xa. Con ngựa kia, ngày mai sẽ biết ai ta. Anh Rồng Vàng, ngày mai anh đủ sức thi chứ? Tôi nghỉ ngơi một đêm, chắc sẽ hồi phục phần nào. Mọi người cũng nên dưỡng sức, ngày mai sẽ vất vả đi. Các loài vật nghe rõ đây. Hôm nay là cuộc thi chạy để xác định vị trí 12 con giáp. Cuộc thi chạy đến cung Hằng Nga chính thức bắt đầu. Ai chạy nhanh hơn cọp ta được chứ? Có chuột ai lại không cần chạy mà vẫn nhanh bằng cọp hay? Mình không thể để thua cọp được. Này, con đồ tháo đá này, con biết sự lợi hại ta. Đau quá, chết rồi, cọp chạy mất rồi. Có cách rồi. Ngựa à, cháu không sao chứ? Cháu không sao, bác mau đuổi theo cọp đi, đừng để cọp dây nhất. Ngủ một giấc thiệt là đã. Hả? Đã đến ngày lên thiên đình rồi sao? Chuột ơi! Chuột ơi! Tên chuột láo cá và thất hứa này không chịu gọi ta vậy. Ta thề từ nay họ Mèo nhà sẽ không bao giờ đội trời chung với lũ chuột nhà ngươi. Tên Rồng Vàng có lợi thế biết vậy, chắc chắn sẽ vượt mình. Không được, không ai được thắng ta. Nguy rồi, mình phải trị thương ngay mới được. Rồng Vàng à, cháu bị sao vậy? Cháu bị cọp tấn công. Cháu trị thương trong thác nước một chút để hồi phục sức lực. Bác mau đuổi theo cọp, đừng để cọp chiến thắng. Lại là cái tên cọp dở thủ đoạn xấu xa. Không được, Mình không thể thua trâu được. Chuột về đích đầu tiên đứng đầu trong 12 con giáp. Trâu về sau chuột, đứng vị trí thứ hai. Sao có thể chứ? Chuột à, đây là cuộc đua cần phải thi đấu công bằng. Ai cho cậu bám vào đuôi của tôi như vậy hả? Thưa Ngọc Hoàng, chuột đã gian lận trong cuộc đua, mong người xem xét. Để ta xem. Thưa Ngọc Hoàng, người chỉ ban lệnh, hễ ai đến trước sẽ thắng, không có quy định bằng cách thức nào. Chuyện này... Ngươi thật là lão ca. Dạ thưa Ngọc Hoàng, thần thấy chuột nói cũng không sai. Vốn dĩ ngay từ đầu, người không có quy định rằng phải chạy đến đích bằng hình thức nào. Vì vậy, nếu chỉ căn cứ vào thời gian, thì chuột về đích trước trâu. Vậy ta quyết định chuột vẫn là con vật đứng đầu 12 con giáp. Trâu sẽ xếp thứ hai. Cảm tạ Ngọc Hoàng. Thông báo cọp về đích thứ ba. Không thể ngờ chúa tể sân lâm như ta lại thua con chuột bé tẹo và con trâu lù khù. Mình phải tăng tốc hơn mới được. Ê, bắt mèo sao giờ bắt mới tới, làm tôi phải đi tìm thêm heo rồi bị phạt là đến trễ. Xin lỗi, ta đã dặn rồi mà chuột không kêu ta vậy. Cháy rồi, cháy lớn quá rồi. Chạy mau bà con ơi, chạy mau đi. Kìa, rồng vàng, nhanh chân lên, chúng ta sắp về đích rồi. Dưới trận đang cháy lớn, cháu phải xuống giúp người dân, bác cứ chạy trước đi. Ôi, là bác mèo à? Thông báo mèo về đích thứ tư. Nhưng mà khoan đã, ngươi đâu có trong danh sách 12 con giáp đâu. Con mèo kia, ở đây đang tổ chức cuộc đua tuyển chọn 12 con giáp. Ngươi đi đâu đây? Dạ thưa Ngọc Hoàng, thần có thiệp mời đấy ạ. Là chuột đã cố tình không kêu thần dậy nên thần mới trễ cuộc thi. Ôi, đến đi thi mà cũng cần người gọi đi thì buồn cười quá. Ngươi thôi được rồi, không cãi nhau nữa. Tạm thời mèo cứ ở yên vị trí thứ tư. Đợi các con vật về đông đủ, ta sẽ tính tiếp. Mưa rồi, có mưa rồi, chúng ta được cứu rồi. Đó là rồng vàng đúng không con? Cảm ơn rồng vàng. Cảm ơn rồng vàng. Không thể để rồng vàng về đích trước ta. Rắn lại giở trò thôi miên đây. Mình không thể nhân nhượng với rắn mãi. Rắn, hãy đua công bằng nào. Tức quá đi. Cuối cùng mình cũng về tới đích rồi. Chào mọi người. Rồng vàng về đích thứ năm, xếp sau mèo. Ê rắn, xe ra chỗ khác. Lại là con ngựa non háo đá này. Xin chào. Gì nữa? Ngươi chạy nhanh lắm mà, sao bây giờ nhích đi cũng không nổi vậy? Thiệt đáng thương. Đồ rắn xấu xa. Chà, còn sức chửi luôn à? Sao ngươi không dành sức đó mà tự cứu lấy bản thân? À, mà thôi, ta thấy ngươi cứ bỏ cuộc đi thì tốt hơn. Chị Ngựa ơi, chân chị sao vậy? Để em giúp chị đẩy cục đá ra. Đau quá. Em xin lỗi, em không có cố ý. Em vô dụng quá, không giúp gì được cho ai hết. Tảng đá này lớn quá, sức của em sợ khó lay chuyển nó được. Hay là em cứ chạy trước đi. Mẹ em đã dạy, thấy bạn bè gặp nạn nhất định phải tương trợ. Em không bỏ rơi chị đâu. Cảm ơn em. Để em thử lại lần nữa nha. Chị Ngựa, ráng chịu đau một chút, chứ không thể bị kẹt mãi như vậy. Thành công rồi. Dê giỏi quá. Chị cảm ơn em. May quá. Em không giỏi đâu, chắc em gặp may thôi. Là em đã cứu chị. Em đúng là một cậu dê có tình có nghĩa. Em đã không bỏ bạn lúc hoạn nạn. Dạ, chúng ta là bạn bè mà. Cảm ơn em. Nếu em không dừng lại cứu chị, có lẽ em đã về đích rồi. Em hãy chạy trước đi. Nếu mà chân chị không bị kẹt vào hốc đá thì không bao giờ em chạy thắng được chị. Đây là cuộc đua, chúng ta hãy thi đấu công bằng. Được, vậy chúng ta thi tiếp nào. Thì làm sao con đưa bọn trâu đi ăn nổi? Cơm mày ăn ngày ba bữa, còn kêu ca nổi gì? Dạ, nhưng mà ông chưa trả tiền công của con 5 năm qua. Lúc trước á, ông bảo con còn nhỏ nên ông giữ tiền cho con sau này lãnh một lần để làm ăn. Giờ đã 5 năm rồi, con muốn lấy tiền công để... Mày dại lắm. Bây giờ mày lập nghiệp thì chắc gì tiền đã xin lời. Lỡ mà mất hết á, thì lại đi làm mướn để dành nhiều một tí á, rồi cưới vợ lập gia đình là ăn chắc, không lỗ đi đằng nào được hết. Nhưng mà con muốn dựng một cái nhà, có nhà rồi thì mới cưới vợ được chứ. Trước giờ con ngủ ngoài chuồng trâu không mà. Thôi được, nghe mày nói cũng có lý. Vậy ngày mốt ta sẽ bán đàn trâu này rồi trả công cho mày. Nhưng mày phải làm sao kiếm được một con trâu nữa cho chẳng 10 con thì bán mới được giá. Làm sao mà chỉ trong 2 ngày con kiếm được một con trâu khác cho ông bây giờ? Đợi trâu đẻ cũng phải 1 năm nữa ông. Vậy thì mày làm thêm cho ông mấy năm nữa, để khi nào kiếm được vợ hẳn tính. Đi chăn trâu mau đi. Nó mà chưa được tắm rửa như lần trước thì ông trừ lương đó. Đi thôi. Ủa, 1, 2, 3 nè, 4, 5 nè. Ủa, mình cứ đếm vậy hoài thì có thêm một con nữa không ta? Mày thì tốt rồi, có nhà ở, có vợ con, có người chăm lo ăn uống tắm rửa hàng ngày. 6, 7, 8. Ủa, một con nữa đâu rồi? Lại đi ăn lung tung rồi đây. Mà buông ra, cái áo của ta không phải đồ ăn đâu, biết chưa? Ê, con trâu này, mau nhả ra. Dạ, ông có sao không ạ? Cậu là ai mà dám thả trâu ở đây? Dạ, con thấy cỏ ở đây tươi ngon cho nên con dẫn đàn trâu đến. Thôi được rồi, ta đang vội. Để con giúp ông một tay. Vậy thì tốt quá. Ta đang có việc mà lại rớt tơ ở đây, đúng lúc con trâu kia nhai áo của ta, khiến không thể nào thu gọn được. Ê, gỡ ra từ từ thôi, đừng có làm đứt nhân duyên thiên hạ đó. À, ông chờ con một chút, con có cách. Người quả là tháo giác. Lấy sáp ông mà thu được tơ thật nhanh. Ông quá khen. Chỉ là chuyện nhỏ thôi ạ. Mà ông là nhà buôn tơ hay sao mà ông lại... Người quả là không biết đây là đất tiên sao? Hả? Đây là khu rừng tiếp giáp với tiền giới, để trồng thuốc và lấy nước rửa chân. Thường thì sẽ có sương mù đánh lạc hướng con người. Vậy mà hôm nay ngươi lại vào được đây. Dạ con mãi nghĩ đến việc dựng nhà lấy vợ, nên không có để ý đi lạc vô trong đây. Ủa, vậy ông cũng là tiên sao? Ta là Nguyệt Lão, lo việc hôn nhân của Trần gian đây. Hả? Có thật là vậy không? Nguyệt Lão, xin hãy cho con biết con có vợ hay không? Làm sao con tìm được một người vợ bây giờ? Ê, từ từ xem coi. Ta thấy ngươi cũng là một anh chàng tốt bụng tháo vát. Ngươi hãy ném sợi tơ này xuống đất. Nó sẽ dẫn ngươi tìm đến một cô gái phù hợp với ngươi. Dạ, con cảm ơn ông. Các chị xem đây. Em dám hát nước chị. Có nè. Để xem. Ôi, các chị ơi, nước làm cánh tiên ướt hết rồi. Phải đó, chúng ta nên gỡ cánh ra hông cho khô. Nước ở đây thật mát, khung cảnh lại bình yên. Giá mà chúng ta có thể ở đây mỗi ngày. Thời gian ở đây khác trên thiên đình. Một năm dưới trần mới bằng một ngày trên tiên giới. Chúng ta cứ ở thêm một lúc nữa cũng không ai phát hiện ra đâu. Chị đừng nói nữa. Chức nữ là thợ dệt có tiếng trên thiên đình, đâu thể đi vắng quá lâu được. Chị lại chọc ghẹo em nữa. Giờ mình nên làm gì đây? Chúng ta về thôi các chị. Tiên trưởng mà biết được thì... Chúng ta về vậy. Ngày mai chúng ta sẽ quay lại mà. Các chị ơi, áo của em đâu mất rồi? Sao lại vậy? Lúc nãy em để ở đâu? Em để cùng với các chị mà. Có thể nó bị gió thổi bay đâu đây thôi. Trời đã về chiều rồi, chúng ta sẽ bị tiên trưởng mắng mất. Mau về thôi. Còn em thì sao? Không có cánh, làm sao em về được? Em tạm ở đây chờ chị. Tụi chị sẽ đánh lạc hướng tiên trưởng rồi sẽ quay lại đây giúp em. Các chị giúp em với. Nếu việc này bị phát hiện thì em sẽ bị phạt mất. Ủa cô ơi, cô có sao không? Ngươi là ai? À, tôi là Ngưu Lang, đang chăn trâu ở gần đây nè. Tôi nghe tiếng khóc của cô, cho nên tôi tới xem sao. Mà cô bị sao vậy? Tôi là chức nữ, tiên nữ dệt vải ở trên trời. Hôm nay xuống giếng này lấy nước, không ngờ lại bị mất cái áo cánh tiên, nên tôi không làm sao bay về trời được nữa. Xin cô hãy bình tĩnh lại. Hay là chúng ta cùng nhau tìm? Tôi đã tìm khắp hết ở đây rồi. Nếu không về trời thì tôi sẽ bị phạt mất. À, hay là cô về chỗ tôi ở tạm đi. Trời sắp tối rồi, cô đâu thể ngồi ngoài rừng như vậy hoài được. Nhưng lỡ các chị tôi đến mà không thấy tôi thì mai chúng ta sẽ quay lại đây coi làm sao. Cô nghe lời tôi đi, tôi sẽ cố hết sức giúp cô. Sao anh tốt với tôi vậy? Tôi thấy người hoạn nạn thì thương mà. Cứ như anh kể thì anh thật giỏi, khi một mình chăm sóc bầy trâu sinh con đẻ cái đông đúc thế này. Cô quá khen. Mà nè, lát nữa ông bá hộ có hỏi thì nhớ nói với ông ấy rằng cô là vợ tôi nghe. Sao lại thế? Tại Tại vì có như vậy á thì tôi mới bắt ông ta trả tiền công ở đợi 5 năm cho tôi được. Và tôi có thể dựng một căn nhà để cho cô ở tạm. Vậy ra anh không có nhà sao? Vậy từ đó đến giờ anh ở đâu? Tôi ngủ ở hành lang nhà kho của ông bá hộ. Thực tội cho anh. Tôi còn trẻ nên sao cũng được. Tôi cứ nghĩ ông bá hộ sẽ tiết kiệm giúp tôi, vì tính tôi cũng phóng khoáng. Dù vậy chăng nữa thì tôi nghĩ anh cũng xứng đáng nhận được phần của mình. Thằng ngu, đi chăn trâu đến giờ này mới về. Ông tưởng mày định trộm cả đàn trâu của ông á thì biết tài. Dạ xin lỗi ông. Dạ con vừa tìm được một cô vợ nên về trễ. Sẵn có nhà quan ở đây, xin ông hãy giữ lời trả tiền công 5 năm cho con đi ạ. Cái gì? Dạ xin giới thiệu, đây là Chức Nữ, vợ của con. Thằng kia, nói thiệt đi, mày đã bắt cóc tiểu thư con cái nhà ai có phải không? Và bẩm sai nha, xin hãy bắt cái thằng này về hỏi cho rõ ạ. Thưa ngài, tôi chính là vợ của chàng Ngưu Lang đây. Trời ơi, cô nương xinh đẹp vậy, sao lại chịu đi làm vợ của một thằng nghèo như nó? Nghe lời ta, bỏ nó đi. Ông bá hộ, ông đã hứa với con sẽ trả tiền công cho con nếu con cưới vợ mà. Thả tôi ra, thả tôi ra. Các ông phải thả Ngưu Lang ngay và trả tiền công làm 5 năm cho anh ấy. Từ nay anh ấy đã có gia đình và là người tự do, không được lui thua với anh ấy nữa. Vậy anh định xây nhà ở đâu? Tôi thấy nơi đây cũng được, gần làng, gần bến nước, cũng gần đường cái nữa, rất là thuận tiện. Chức Nữ, cô hãy tạm nghỉ ngơi ở đây đi, ngày mai tôi sẽ xây nhà cho cô. Cảm ơn anh, nhưng rồi anh ngủ ở đâu? Tôi hả? Tôi thức canh cho cô ngủ. Không có sao đâu. Hôm nay chắc cô cũng mệt rồi, hãy nghỉ ngơi đi, đừng có lo cho tôi. Cảm ơn anh. Vậy mà anh định làm gì với số tiền công? Tôi sẽ xây một căn nhà nhỏ trước đã. Sau đó hả, còn dư thì tôi sẽ mua một con trâu để cày thuê, hoặc là mua một bộ đồ đẹp cho cô, có được không? Chị, chờ em với, em nhớ nhà lắm, đừng bỏ em. Tội nghiệp nàng ấy quá. Hay là ta trả lại cái áo. Nhưng mà ta cũng không muốn rời xa nàng ấy. Chức Nữ! Ủa, cái áo còn đây. Nàng ấy đi đâu được kia chứ? Anh ơi, anh ơi, anh cho tôi hỏi, anh có thấy một cô gái nào đi lạc ngang qua đây không? Không, không thấy. Dạ, dạ, cảm ơn anh. Có khi nào nàng ấy gặp nguy hiểm gì không? Chức Nữ! Ngưu Lang, anh làm gì mà thở dài vậy? Hả? Chức Nữ! Chức Nữ, cô đây rồi. Cô không sao, tôi mừng quá. Anh lo cho tôi sao? Lo chứ, tôi... Mà thôi đi, cô an toàn là tốt rồi. Cô mau ngồi xuống đây, tôi mua đồ ăn cho cô rồi đây nè. Cảm ơn anh. Hôm nay tôi đã đến giếng tiên để xem các chị có trở lại không, hay có tìm thấy cánh tiên không. chẳng tìm thấy gì cả. Để tôi xây căn nhà thật nhanh cho cô có chỗ ngủ đêm nay nghe. Ui da. Anh có sao không? Anh đâu cần làm vậy. Tại tôi vội quá. Nhưng mà không sao, tôi làm cho nhanh để kịp trời tối cô có cái mái che tạm. Vậy sáng giờ anh làm gì? Thì tôi đi tìm cô. Tôi sợ cô gặp nguy hiểm. Tôi thì gặp nguy hiểm gì được, tôi có phép mà. Để tôi giúp anh một tay. Đừng. Cô không thể làm như vậy. Người ta sẽ phát hiện ra và bắt cô mất. Thấy anh cực khổ vì tôi cũng muốn báo đáp anh một chút. Chắc là không sao đâu. Cảm ơn cô. Chỉ cần cô an toàn là tôi vui rồi. Mình sẽ quét thật sạch sẽ để chức nữ ngủ được ngon hơn. Tiên trưởng. Còn thiệt là đã bị mất cánh, ở dưới trần còn đi lại lung tung, làm phép lung tung. Nếu như bị phát hiện thì phải làm sao? Con đã cố tình làm thêm một phép nữa để tiên trưởng tìm thấy con ở đây. Giờ con bị mất cánh rồi, xin giúp con về lại nhà đi. Ta đã nghe các tiên khác báo lại rồi, nhưng tạm thời các tiên đang bận rộn thu hoạch sợi và tơ cho kịp dệt, nên không ai có thể giúp con trở về hết. Nhưng lỡ Dương Mẫu bất ngờ đến hỏi thì sao? Điều đó ta phải tự tìm cách thôi. Nhưng con phải ở nguyên đây, vì con chưa tìm ra đôi cánh nên bây giờ con không thể về trời được. Nếu có được cánh tiên, chắc chắn nàng ấy sẽ trở về, và ta mãi mãi không được gặp nàng ấy nữa. Con ở đây có tốt không? Mà đây là nhà ai vậy? Đây là nhà của chàng Ngưu Lang. Chàng ấy rất tốt với con và giúp đỡ con từ lúc tìm thấy con ở chỗ giếng tiên. Dù sao con cũng phải cẩn thận, không nên để hắn nhìn thấy ta. Con hãy cẩn thận, ta sẽ trở lại khi có dịp. Dạ, con sẽ nhớ lời tiên trưởng. Tôi đã dọn dẹp rất là sạch sẽ và giường của cô đã sẵn sàng rồi. Cô có thể vào ngủ rồi đó. Vậy rồi, anh ngủ ở đâu? À, tôi ngủ ở ngoài hiên này nè. Nhưng nhà này là của anh mà. Nhưng mà trai đơn gái chiếc, tôi nên ngủ ngoài này thì hơn. Cảm ơn anh. Cô đang làm gì vậy? Tôi đang nuôi tầm ăn lá dâu. Mai này có thể thu được tơ để kéo sợi dệt vải. Tôi có thể chỉ cho mọi người làm và dệt vải. Cô thật tốt. Anh chị Ngưu có nhà không? À, chị vào đây. Cảm ơn anh Ngưu đã cày hộ tôi mấy luống. Nhà có ít rau, biếu anh chị. Chị khách sáo quá, láng giềng giúp nhau một chút thôi mà. Đúng ra là mướn anh Ngưu cày thuê, mà phải khất đến cuối tháng, nên anh chị nhận rau đỡ vậy. Vậy thì cảm ơn gia đình chị nhiều nha. Chị Ngưu này, đây là một ít chén đũa gia đình tôi tặng hai vợ chồng mới cưới. Chị đâu có cần làm vậy. Anh chị Ngưu đừng khách sáo. Quanh đây chúng tôi rất quý hai người. Anh thì tốt bụng, chị lại dệt vải đẹp, luôn giúp đỡ chúng tôi. Hai vợ chồng thật là đẹp đôi hiếm có. Tôi xin lỗi. Nhưng nếu không nói với hàng xóm chúng ta là vợ chồng thì họ sẽ để ý, không hay cho cô chức nữ. Tôi hiểu. Nhưng mà tôi chắc phải ở đây lâu. Rồi anh làm sao lấy vợ? Tôi tình nguyện cả đời này bảo vệ cho chức nữ cũng được. Vậy tôi xin nương nhờ anh ở chốn trần gian này. Cảm ơn nàng. Anh nguyện suốt đời này bảo vệ nàng, không bao giờ rời xa nàng. Từ đó, Ngưu Lang và chức nữ thành đôi vợ chồng hạnh phúc, chăm chỉ làm ăn và giúp đỡ mọi người. Gia đình ngày càng khá hơn, tậu được cả ruộng và trâu. Thấm thoát đã 4 năm trôi qua, Ngưu Lang và Chức Nữ sinh được một cậu con trai lên 3 tuổi. Lúa nhà mình kỳ này trúng mùa vợ à? Mai chồng lên chợ huyện để bán cho mấy tiệm lớn. Lên huyện vừa đi vừa về, đi chừng 1-2 tuần thôi mà. Chồng biết, chồng đi với mấy nhà hàng xóm nên không có sao đâu. Chỉ lo cho hai mẹ con ở nhà đây nè. Không sao đâu, vợ đã quen sống ở đây rồi mà. Chồng không có muốn xa vợ và con chút nào. Chồng ơi, tới giờ đi kẻo muộn. Chồng làm gì mà lâu thế? Vợ đã chuẩn bị đồ đạc và đồ ăn cho chồng hết rồi nè. Có gì đâu, chồng kiểm tra lại coi nhà mình có đủ lúa cho vợ và con ăn trong lúc chồng đi vắng không đó mà. Chồng cứ khéo lo, đi chừng 1-2 tuần thôi mà. Vợ nghe chồng dặn đây nè. Có ăn thì ăn đụng lúa giang, rồi sang đụng lúa tré, chớ ăn đụng lúa rẹ, có tổ ong giò dẻ, đốt cả mẹ lẫn con. Vợ nhớ chưa? Vợ nhớ rồi. Chồng cứ yên tâm lên đường. Vẫy tay chào cha đi con. Cha đem mau về với con. Kìa, anh Ngưu, sao cứ đâm chiêu hoài vậy? Chắc là nhớ chị nhà hả? Anh chị Ngưu lấy nhau bao nhiêu năm rồi mà vẫn quan tâm nhau như buổi đầu vậy. Không hiểu sao mình có cảm giác lo lắng không yên. Chức Nữ. Tiên trưởng, đã 4 năm rồi, con tưởng người quên con rồi. Chào bà đi con. Thưa bà. Gì đây? Ta bận rộn có 4 ngày mà con đã lấy chồng sinh con rồi sao? Thưa, 4 ngày trên trời bằng 4 năm ở hạ giới rồi. Con vì cảm mến tấm chân tình của Ngưu Lang nên... Thôi chuyện lỡ rồi. Thật 4 năm ở hạ giới bao nhiêu chuyện thay đổi. Còn trên thiên đình chỉ mới là 4 ngày. Các tiên á vẫn đang bận thu hoạch mây. Dương Mẫu ghé qua mà không thấy con. Rồi sao nữa ạ? Thì ta phải nói con đang đi tìm mây ngũ sắc để vợ chứ làm sao. Nhưng không thể che giấu mãi. Sớm muộn gì Dương Mẫu cũng phát hiện ra thôi. Còn ở đây á cũng có con cái với người ta rồi. Định không trở về tiên giới nữa sao? Con nhớ tiên trưởng và tiên giới, nhớ các chị em và mọi người. Nhưng con không biết làm thế nào. Con hãy suy nghĩ cho kỹ. Một khi chúng ta đón con trở về thì con sẽ không được gặp lại cha con họ nữa. Có ai ở nhà không? Thôi, ta đi đây. Khi thu hoạch bay xong, ta sẽ tìm cách đưa con về. Xin cô cho tôi một chút nước cháo cũng được. Mẹ con tôi đói quá. Từ xa đến đây đã tiêu hết tiền bạc. Đợi tôi một lát, để tôi đi lấy đồ ăn và một ít thóc cho hai mẹ con. Tội nghiệp quá. Kìa con, coi chừng ông đốt. Cha đã nói rồi. Coi chừng. Đây là áo cánh tiên của mình. Anh Ngưu làm sao vậy? Chắc là anh mệt rồi. Mau ăn đi rồi đi ngủ. Mai còn lên đường sớm nữa. Đây là chút gạo bánh tôi mới làm và lộ phí đi đường. Chị hãy nhận đỡ cho qua cơn đói. Chị thật tốt quá. Tôi không biết phải đền ơn thế nào. Không có gì đâu. chị đi bộ thêm chút nữa sẽ thấy quán trọ thôi. Dạ, cảm ơn chị. Chồng tôi lên kinh thành làm ăn, chẳng may bị ốm, nên tôi phải bế cả con nhỏ đi theo như vậy. Giữa đường mất hết tiền bạc, may mà gặp chị tốt bụng. Được rồi, chị hãy cố gắng lên. Tôi có ít thuốc gia truyền đây, chị thử cho chồng uống xem sao. Mẹ ơi, cha cũng đi làm ăn xa mà mãi chưa thấy về. Mới có mấy ngày, cha con không sao đâu. Con ngoan vào ngủ đi nhé. Dạ. Thì ra Ngưu Lang là người lấy chiếc áo. Vậy mà suốt bấy lâu nay chàng giấu ta. Mẹ ơi, cha ơi. Mẹ đây, ngoan, ngủ đi con. Con hãy suy nghĩ cho kỹ. Một khi chúng ta đón con trở về thì con sẽ không được gặp lại cha con họ nữa. Hôm qua tát nước đầu đình, bỏ quên cái áo trên cành hoa sen. Em được thì cho anh xin, hay là em để làm tinh trong nhà. Mẹ đẹp quá, mẹ đẹp quá. Ui à, đau quá. Cười cái gì, con không được chọc quê mẹ. Giờ mẹ biết làm sao đây. Mẹ không thể không về trời, nhưng mẹ làm sao bỏ con ở đây được. Mẹ ơi, sao mẹ khóc? Lần này làm ăn thành công quá. Phải đó, năm nay trúng mùa mà lại được giá. Không có uổng công chúng ta đi xa để bán. Anh Ngưu sao không vui vậy? Anh bán hết nhanh lắm mà. Sắp về với vợ rồi mà anh vẫn còn lo lắng gì sao? Tại đi xa hơn tuần rồi nên tôi nóng ruột không biết ở nhà hai mẹ con có làm sao không. Trời, anh khéo lo. Hàng xóm ở quanh đó thì làm sao có chuyện gì. Anh đã mua biết bao nhiêu quà cho hai mẹ con chị Ngưu rồi. Họ sẽ vui lắm đó. Chúng ta đi nhanh thì chiều nay vừa kịp về tới nhà ăn cơm. Chức nữ con nguy rồi. Tiên trưởng à, con tìm ra cánh tiên rồi. May quá. Mau về trời ngay con ơi. Dương Mẫu sắp đến rồi. Lần này á, ta chẳng có cách gì nói dối được đâu. Tiên trưởng về trước đi. Con gửi con trai cho hàng xóm rồi sẽ đi ngay. Mau lên nha. Nín khóc đi con. Sao lại chạy nhanh như thế? Con phải biết chăm sóc mình chứ. Sau này không có mẹ thì phải làm sao? Mẹ sắp đi đâu? Mẹ sắp phải về trời con ơi. Sao vậy mẹ? Mẹ cho con đi với. Mẹ không đưa con theo được. Mẹ cho con theo đi. Con hứa sẽ ngoan mà. con hãy giữ cây lược này. Sau này con muốn tìm mẹ thì có cây lược làm tin, con hiểu chưa? Mẹ đây có lâu không? Khi nào mẹ về với con? Mẹ xin lỗi con. Sao mẹ không về? Mẹ không thương con, mẹ không thương cha. Mẹ đã làm rất nhiều bánh con thích ăn, để mẹ lấy cho con nghe. Con ngoan, đừng đòi mẹ nghe. Cha con sắp về rồi, mẹ phải đi đây. Chức nữ, chồng xin vợ, xin đừng bỏ hai cha con mà. Thì ra bấy lâu nay anh trộm áo cánh của tôi, giữ cánh để tôi không bay về trời được. Chồng xin lỗi vợ. Do chồng đã yêu vợ ngay từ khi thấy vợ bên giếng tiên. Chồng mấy lần muốn trả cánh lại cho vợ, nhưng mà sợ không còn có thể gặp lại vợ được nữa. Nhưng tôi là tiên, tôi không thể ở mãi chốn trần gian. Sao anh lại ích kỷ như vậy? Chồng biết chồng ích kỷ. Sau khi chúng ta có con, chồng đã định lần này sau khi trở về sẽ trả lại áo cho vợ để vợ định đoạt. Trách anh thì chuyện cũng đã rồi. Thời gian tình cảm gia đình chúng ta thật hạnh phúc, vui vẻ. Nhưng thân phận tiên nữ, sớm hay muộn tôi cũng phải quay về trời. Đó là trách nhiệm của tôi. Chúng ta không thể kéo dài thêm được nữa. Xin vợ hãy vì con của chúng ta, hãy đợi cho nó lớn hơn một chút nữa được không? Dương Mẫu sắp đến rồi. Nếu tôi còn không về thì chị em tôi sẽ bị giáng tội, còn tôi không biết sẽ bị phạt ra sao nữa. Chồng xin lỗi vợ. Xin vợ hãy nghĩ đến con và tình nghĩa vợ chồng chúng ta bao năm qua. Tôi thương anh, thương con, nhưng chúng ta chỉ có thể tới đây thôi. Anh hãy chăm sóc con cho tốt. Vợ ơi! Chức nữ! Mẹ ơi! Mẹ đâu rồi? Mẹ ơi! Cha thương, nín đi con. Mẹ đi về thăm nhà rồi con. Không, không, mẹ đi luôn rồi. Tại cha, mẹ giận cha nên nói vậy thôi. Thôi con ngoan đi, cha lấy bánh cho con ăn nha. Mẹ đưa cho con cái này. Mẹ nói mẹ không về nữa. Được rồi, được rồi. Vậy bây giờ con ngủ đi. Mai hai cha con mình đi tìm mẹ nha. Ta nhất quyết phải đi tìm chức nữ. Cha ơi, đường đến nhà mẹ còn xa không? Còn xa lắm con à. Con ráng chịu khó một chút nha con. Sao vẫn chưa thấy cái giếng tiên đâu ta? Cha ơi, con đói. Cha ơi, sao mẹ chưa về với con? Nào, ngồi xuống đây, rồi cha lấy bánh cho con ăn nha. Con ăn xong rồi ngủ đi nha. Ngày mai mới có sức đi tìm mẹ. Cha ơi, con không buồn ngủ. Chắc là lạ chỗ cho nên con khó ngủ. Thôi con ráng ngủ một chút, rồi ngày mai chúng ta mới đi tìm mẹ được. Vậy cha hát ru cho con đi. Để cha hát. Cái cò mày đi ăn đêm. Cha hát không hay như mẹ. Ừ, cha biết rồi. Để cha cố gắng nha. Ơi con ngủ cho ngoan, để mẹ đi cấy đồng sâu chưa về, bắt được con cá trê non, đem về nấu quả mơ chua trên rừng. Tơ hồng đã cắt đứt, người đã đi rồi. Ui da! Ngưu Lang gọi ta đó à? Là Nguyệt Lão đó sao? Đúng vậy. Nhà ngươi sao lại lấy tơ hồng mà đi đốt vậy? Tưởng ngươi đã có vợ đẹp con ngoan rồi kia chứ. Tơ hồng ngài ban quả thực đã giúp cho con có được vợ đẹp con ngoan. Cuộc sống của con gần như là hoàn hảo. Nhưng vợ con là chức nữ, là tiên dệt vải ở trên trời. Ôi trời ơi! Cô ấy đã bay về trời rồi. Con đã mất vợ rồi. Quả là khó khăn. Ta không ngờ. Sao ngươi lại chọn tiên mà lấy vậy? Có phải là cô ấy đã cắt đứt dây tơ hồng Là chúng con hết duyên nợ không Nguyệt Lão? Con không còn hy vọng gì sao? Con của con còn nhỏ, nó cần mẹ. Con cũng cần chức nữ. Ngoài chức nữ ra, con không cần ai hết. Thì không hẳn là không có cách cứu vãn. Nhưng trước khi đi, cô ấy có để lại cái gì không? Dạ, cô ấy có để lại vật này cho cha con. Đúng là vật phẩm của Thiên Đình rồi. Dạ, con đang đi tìm Giếng Tiên mà mấy ngày rồi không thấy. Ta đã nói rồi, rừng đó là cấm địa của tiên giới, nên lối vào mỗi ngày mỗi khác. Ngươi sẽ không thể tìm lại đường đi như khi đến lần trước nữa đâu. Vậy Nguyệt Lão có cách gì xin chỉ giúp cho con với? Ngươi có nghĩ kỹ chưa? Đường lên Thiên Đình rất gian khó, mà nếu cô gặp cũng chưa chắc đoàn tụ với nhau đâu. Thôi đành vậy, Âu cũng là số phận. Ta đã tặng sợi tơ này thì ta sẽ phải có trách nhiệm. Nghe kỹ đây, ngươi hãy đốt sợi tơ hồng này và thả trò bay đi, trong khi tâm trí hãy nhớ về vợ ngươi. Hai cha con mình mau nghĩ tới mẹ đi con. Cầu nguyện cho mẹ nghe thấy hai cha con mình. Trò của sợi tơ hồng sẽ dẫn đường cho ngươi đến Giếng Tiên. Ngươi hãy cất giữ kỹ cái lược và chờ người đến Giếng Tiên lấy nước. Sau đó nhờ họ chuyển lời đến chức nữ. Vậy lỡ nàng ấy không trả lời thì sao ông? Thì tất cả chỉ trông chờ vào vận may vậy. Mẹ đâu rồi cha? Chúng ta phải chờ ở đây, lỡ mẹ xuất hiện hoặc có người để chúng ta gửi lời tới mẹ. Con mệt quá cha ơi. Cha cũng mệt. Hay cha lấy nước cho con uống nha. Cha ơi, mẹ có nhớ chúng ta không? Cha nghĩ là có. Mẹ con rất là thương con. Chắc chắn là mẹ đang rất là nhớ con. Mẹ cũng nhớ cha nữa. Mẹ cũng thương cha mà. Ừ. Không biết lúc này con ta thế nào, có khóc đòi mẹ không? Còn Ngưu Lang chức nữ, máu dây lên tấm vải rồi. Mau, con đi ra đây. Chức nữ, con làm sao vậy? Từ khi trở về con đụng đâu hư đó. Lúc sáng bên phòng dệt thì dệt sai tứ tung, bây giờ ngồi phòng thêu thì không thêu mà cứ nghĩ ngợi. Con xin lỗi tiên trưởng. Con đang nhớ hai cha con tên người phàm đó đúng không? Con rất nhớ con trai con. Còn Ngưu Lang, anh ấy đối với con là thật lòng thương yêu. Ta biết, nhưng người và tiên làm sao có thể lấy nhau. Giờ đã lỡ rồi, con hãy cố gắng làm việc đi, rồi thời gian qua con sẽ quên. Tội nghiệp thằng bé. Giá mà con có thể ở bên nó thêm vài năm nữa. Vài năm nữa thì cũng vậy thôi. Trước sau gì á, con cũng phải rời xa nó. Vốn ngay từ đầu cậu ta và con không nên lấy nhau. Việc này đúng ra là lỗi của Nguyệt Lão, tơ hồng của ông ta. Nhưng nếu bẩm thư việc này thì sẽ liên lụy đến cha con Ngưu Lang mất. Ta biết con lo cho cha con hắn, nhưng hãy nghĩ nếu con cứ đi lại giữa hai nơi, Dương Mẫu biết được sẽ trừng trị không những chức nữ con mà cả phòng thêu và dệt của chúng ta, chị em của con và cả cha con Ngưu Lang nữa. Con hiểu rồi, thưa tiên trưởng. Con hãy đi uống trà cho tỉnh táo, rồi quay lại làm việc trước khi mọi người đồn thổi về việc này. Cha ơi, sao mình chờ mấy ngày rồi mà không thấy mẹ? Chỗ mẹ bận lắm, con ráng chờ thêm xem sao. Con nhớ mẹ. Cha cũng vậy. Con yên lặng nha, nếu không sẽ không gặp được mẹ đâu. Ngươi là ai? Xin tiên cô đừng sợ. Xin cô hãy giúp cho tôi đưa tin cho chức nữ. Chức nữ? Dạ đúng vậy. Xin cô hãy đưa tin cho chức nữ, nói là có cha con Ngưu Lang rất cần gặp nàng. Ngươi có vật làm tin không? Đúng vậy, đây đúng là chiếc lược của chức nữ. Vậy ra ngươi là kẻ giấu áo của em ta, khiến nó phải ở lại trần gian. Phải, đúng là tôi. Tôi biết mình có lỗi với chức nữ, nhưng mà tôi thực sự thương chức nữ. Con tôi thì rất nhớ mẹ. Xin cô cho tôi gặp chức nữ một lần có được không? Nhà ngươi thật đáng trách, đảo lộn lục trời, kết hôn với tiên nữ trên trời. Nếu Ngọc Hoàng hoặc Dương Mẫu mà biết được thì cha con nhà ngươi, chức nữ và tất cả chúng ta cũng phải chịu tội đó, có biết không? Tôi biết tội của tôi rồi. Chức nữ có giận, nhà trời có phạt thì tôi cũng chịu. Nhưng mà con tôi thì có tội gì đâu. Nó chỉ thương nhớ và nó chỉ muốn gặp mẹ của nó mà thôi. Cha ơi cha. Con ngươi đâu? Chào cô đi con. Chào cô. Chức nữ tuy đã về nhưng rất nhớ cha con nhà ngươi, không làm việc như trước kia được nữa. Vậy là nàng đã tha thứ cho tôi rồi sao? Ta cảm động chân tình của nhà ngươi với em gái ta. Thôi để ta thử một lần xem sao. Cha con ngươi hãy chờ ở đây. Mẹ đâu rồi cha? Mẹ sắp về chưa? Mẹ sắp về rồi con. Mẹ rất nhớ chúng ta. Thật khó nghĩ cho ta. Ở đây được cùng các chị em, được làm việc thật là hạnh phúc. Nhưng nhớ lại những ngày cùng cha con Ngưu Lang, ta cũng không quên được. Chức nữ. Chức nữ ơi. Chị, em vào liền đi. Nghe chị nói nè, chị vừa đến Giếng Tiên và gặp cha con Ngưu Lang. Sao? Chị nói thật không? Thật. Hai cha con nó nhớ em lắm. Tội nghiệp thằng bé nó khóc vì nhớ mẹ. Đúng là cha con Ngưu Lang rồi. Tội nghiệp con tôi. Ngưu Lang nhắn với chị muốn gặp em đó. Em làm sao mà xuống trần được nữa. Tiên trưởng mà biết được thì... Hay là ta đưa hai cha con lên đây. Chị nói sao? Cha nấu canh này con húp đỡ đi. Con lạnh quá. Hả? Thôi chết, con bị bệnh rồi. Thôi con ráng húp ít canh nóng này đi. Mẹ ơi. Con ngoan đi nè. Mẹ sẽ sớm về với chúng ta. Ngưu Lang. Ngưu Lang. Tiên cô. Cô đã quay lại rồi. Chức nữ nói sao? Chức nữ và ta đã bàn bạc, chúng ta sẽ thòng dây và túi xuống cho hai cha con leo lên để đưa lên trời. Nhưng thế nào? Ngươi phải leo lên ngọn núi này để chúng ta nhìn thấy rõ mà thòng dây xuống, không thì sẽ rất mất thời gian. Dạ thưa tiên cô, tôi thì chẳng xá gì, nhưng mà con tôi đang bị bệnh, đường lên núi thì quá xa. Đây, ngươi hãy lấy dầu này mà bôi cho cậu bé, trị được các loại thương tích và bệnh tật trên đời. Nhưng mà ngươi phải đến đỉnh núi trong 4 ngày tới. Khi leo lên núi, ngươi sẽ gõ 3 tiếng trống để bọn ta kéo ngươi lên. Dạ, cảm tạ tiên cô. May quá, để cha bôi dầu cho con hết bệnh nha. Con ta hết bệnh rồi. Tạ ơn trời đất, cảm ơn tiên cô. Ngày mai có thể đi tìm chức nữ được rồi. Ráng lên con trai, chúng ta sắp gặp được mẹ của con rồi. Cha, con mệt đó. Nếu ngươi không đến đỉnh núi trong 4 ngày tới thì sẽ không có cơ hội nào nữa đâu. Đây, con uống một ít nước đi. Cha con mình phải đi cho nhanh mới kịp gặp được mẹ. Nếu không thì sẽ muộn mất. Con đói quá. Thôi chết, hết đồ ăn rồi. Chờ một lát coi cha có tìm được đồ ăn gì cho con không. Mẹ ơi, con muốn mẹ. Trời ơi, con có nín không? Cha đang rối lắm đây nè. Thôi, cha xin lỗi con. Cha cũng đói quá mà trái cây rừng mình không biết có độc hay không thì làm sao mà ăn được con. À, chim ăn được thì người cũng ăn được. Được rồi, ta xin lỗi. Ta xin lỗi vì đã cướp đồ ăn của ngươi. Nói vậy còn nghe được. Mau trả đồ ăn cho ta. Thôi được, đây, ta trả cho ngươi. Quả ơi, ngươi có thể nào cho ta một trái được không? Con của ta đang đói quá. Các ngươi làm gì ở rừng thiên này? Đây đâu phải chỗ người phàm tới lui được. Đúng vậy, Vợ của ta là tiên nữ ở trên trời. Cha con ta phải lên được đỉnh núi trong vòng 4 ngày. Nếu không thì sẽ không gặp lại được nàng ấy nữa. Cái gì? Lên núi trong vòng 4 ngày? Núi này ta bay cũng mất 4 ngày mới tới. Ngươi làm sao mà kịp? Ta cũng chỉ biết hy vọng và đi thật nhanh, nên không thể kiếm thức ăn được. Thật tội nghiệp cho cha con ngươi. Thôi ăn đỡ đi. Cảm ơn quả. Cảm ơn quả. Ngươi cũng ăn cùng ta chứ? Không cần đâu, ta sẽ đi tìm cái khác. Nếu ngươi bắt được con ngựa thần thì sẽ lên núi nhanh hơn đó. Quả. Ngựa thần ư? Đến cái hồ phía tây, vào lúc mặt trời lặn thì con ngựa hay uống nước ở đó. Con ngựa đó có thể chạy tới bất cứ đâu chỉ trong chớp mắt. Nhưng làm sao ta bắt được? Ngươi phải giữ chặt cổ của nó. Dù cho nó có chạy cỡ nào, ngươi cũng không được thả ra. Đến khi nó mệt, nó sẽ chịu để yên cho ngươi cởi thôi. Có thật là vậy không? Làm sao ta phân biệt được đây? Con ngựa ấy cũng đen tuyền như bộ lông của ta vậy. Ngươi tin hay không thì tùy, nhưng mai này nếu có đồ ăn, ngươi nhớ chia cho ta là được. Quả, quả. Được, ta sẽ thử xem. Cảm ơn quả. Sau này ta hứa sẽ chia cho ngươi bất cứ đồ ăn nào ngươi muốn, bất cứ lúc nào ngươi đói. Được, hy vọng ngươi giữ lời. Đi về phía tây có thể mất 1 ngày, nhưng mà cứ thử xem sao. Cha ơi, sao mình ngồi đây? Con hãy yên lặng, cố gắng chờ một lát. Chúng ta sẽ bắt ngựa. Ngựa ngoan, xin hãy giúp cho cha con ta lên núi. Chỉ một lần thôi mà. Ta không thể giúp ngươi được. Tại sao vậy? Ngươi không phải là ngựa thần sao? Ta đúng là ngựa thần, nhưng ta bị gai đâm vào chân, không thể chạy được trong vòng mấy tuần tới. Cái gì? Ngươi bị thương không chạy được sao? Phải rồi, tội nghiệp ngươi quá. À đúng rồi, ta có thuốc trị thương rất là hữu hiệu đây. Để ta chữa cho ngươi. Có được không? Nhưng mà ngươi phải hứa sẽ đưa ta lên thiên đình. Vậy thì không được đâu. Ta chỉ có thể chạy được trên đất thôi. Vậy thì đưa ta đến đỉnh núi này thôi cũng được. Vậy thì được. Nếu ngươi chữa khỏi cho ta thì ta hứa sẽ đưa cha con ngươi đi. Có hiệu nghiệm không? Chắc là sáng mai sẽ khỏi thôi. Tiên nữ cho ta thuốc này để chữa cho con trai ta mà. Em nhớ canh chừng nghe chưa? Dạ. Chị có chắc là cha con Ngưu Lang sẽ đến được không? Còn phải xem hắn ta kiên trì tới đâu. Thì ra chuyện tình của anh cảm động éo le như vậy. Vì vậy nên ta muốn nhờ ngươi giúp đỡ đó. Nhưng anh đã gặp rồi thì chức nữ cũng chẳng quay lại được đâu. Chỉ bằng anh cứ ở trần gian nuôi con đến lớn, mai ra chức nữ có thể lén tới thăm vài lần. Ngươi không có hiểu được tình vợ chồng, tình mẫu tử đâu. Ta chỉ muốn nói rõ cho chức nữ biết nỗi lòng của ta. Ta chỉ muốn được một lần gặp lại chức nữ, còn hơn là chờ đợi trong mòn mỏi. Thật khó hiểu. Dù sao thì chuyện tình của anh cũng làm ta cảm động. Mai chân ta lành hẳn thì ta sẽ đưa cha con anh đi. Chức nữ, ta sẽ nắm bắt cơ hội này để được gặp nàng. Hãy chờ ta. Ngươi thấy thế nào? Ta có thể đi lại được bình thường rồi. Chân hết đau rồi, còn thấy khỏe hơn nữa. Quan hô ngựa, quan hô ngựa. Mau leo lên đi. Nhắm mắt lại. Mở mắt ra đi. Hả? Hay quá. Vậy là tiên cô nói thật rồi. Chúng ta sắp được lên trời gặp mẹ của con rồi con ơi. Vậy thì chúc mừng nhà anh sắp đoàn tụ. Cảm ơn ngựa thần. Đừng khách sáo. Anh đã chữa chân cho tôi, tôi giúp lại anh. Chúng ta không còn nợ nhau nữa. Thôi anh mau đi đi. Khi vào túi, ngươi hãy gõ trống 3 lần làm hiệu để ta kéo ngươi lên trời. Mình sắp gặp được mẹ rồi đó con. Mẹ ơi, mẹ ơi. Trời ơi, mới có ít lâu không gặp mà con đã gầy như vậy. Tội nghiệp con tôi quá. Bởi vì cha con ta nhớ nàng quá đó. Đúng rồi, con nhớ mẹ lắm. Mẹ cũng nhớ con nữa. Cha cũng nhớ mẹ nữa. Chức nữ, ta sẽ ra ngoài canh chừng, nhưng em phải nhanh lên, không thể giấu họ ở đây lâu được. Vợ ơi, xin vợ hãy tha thứ cho chồng. Nhưng mà vợ thấy đó, dù có phải lên trời xuống bể, chồng cũng chỉ thương của mình vợ và con thôi. Thời gian qua, vợ ở cõi tiên rất nhớ hai cha con, nhưng luật trời nghiêm khắc, chúng ta vốn không thể gặp nhau nữa. Chỉ cần vợ tha thứ cho chồng, chồng sẽ tìm mọi cách để lên trời gặp vợ mỗi ngày. Có được không? Mẹ ơi, con đói. Chồng thấy vợ xanh xao lắm. Vợ có khỏe không? Từ lúc về trời, vợ cũng buồn và lo cho hai cha con, nên không vui vẻ như trước. Chắc là giờ vợ xấu xí lắm. Không, không, chồng chỉ lo cho vợ thôi. Lúc nào vợ cũng là xinh đẹp nhất. Hai cha con cũng ốm đi nhiều quá. Con và cha đã tìm mẹ khắp nơi. Vậy con kể mẹ nghe có được không? Gia đình Ngưu Lang chức nữ hàn huyên với nhau cho tới sáng, không muốn rời. Chuyện là vậy đó mẹ. Tội nghiệp hai cha con phải gian khổ quá. Để gặp được vợ, gian khổ mấy cha con chồng cũng chịu. Chức nữ, tiên trưởng. Chức nữ. Tiên trưởng, con xin lỗi. Xin tiên trưởng tha thứ cho chức nữ. Lỗi là tại con. Cha con nhớ chức nữ tha thiết, nên cầu xin tiên cô cho một cơ hội để đoàn viên. Các người thật là liều mạng. Việc này mà lộ ra thì tất cả chúng ta đều sẽ chịu tội hết. Xin tiên trưởng cho chúng con được đoàn tụ một chút nữa thôi ạ. Con hứa đêm nay sẽ đưa cha con Ngưu Lang về lại trần gian. Bà ơi, cho con được ở lại với mẹ đi bà. Bà ơi, xin bà cho mẹ ở lại với con đi. Con hứa sẽ ngoan, con sẽ không khóc, không quậy phá. Các người thật là... Thôi được rồi, ta sẽ cho phép các người ở đến tối. Nhưng chỉ đến tối thôi đó. Ồ, đúng là một cậu bé thông minh. Thật tiếc, con không phải là tiên. Ta sẽ cho con làm tiên đồng. Trên thiên định cũng chăn trâu à? Đúng vậy, đây là trâu thần của Ngọc Hoàng. Vậy chồng có thể xin chăn trâu ở đây để được ở gần vợ. Không phải chỉ có người phàm không được lấy tiên, mà các tiên cũng không thể lấy nhau được. Con của chức nữ dễ thương quá. Cho con bánh trái đào nè. Giá mà giây phút này có thể kéo dài mãi mãi. Không hay rồi, Dương Mẫu nương nương sắp đến. Hả? Có thật vậy không? Không hay rồi, bây giờ phải làm sao? Phải làm sao bây giờ? Còn phải đưa họ trở về trần gian ngay. Mau lên, không có chần chừ gì nữa. Đây là đồ ăn các chị em của vợ làm cho hai cha con. Vợ. Mẹ ơi, mẹ có về với con không? Mẹ không về được con ơi. Không chịu đâu, mẹ về với con đi. Con ngoan về với cha đi. Liệu có cách nào cho chồng gặp lại vợ nữa không? Không đâu chồng ơi. Lần gặp này là cuối cùng. Nếu chúng ta còn gặp nhau nữa thì tất cả sẽ chịu phạt. Khi nào chân chạm đất thì chồng hãy đánh 3 tiếng trống để vợ biết mà cắt dây. Mẹ ơi mẹ. Mau lên đi chức nữ, Dương Mẫu đã tới tìm điện rồi. Dương Mẫu nương nương vạn tuế. Miễn lễ. Mới sáng sớm, Dương Mẫu có việc chi dặn dò? Ta đi ngang qua đây nên muốn thăm mọi người thôi. Ngày càng thân thiết, Thương Mai cô đơn vất vả, Tắc đón Mai về nhà. Cả hai nên vợ nên chồng sống hạnh phúc bên nhau. Mùi thơm quá. Mình về rồi hả? Cô mình có sao không? Cô là ai? Tôi không quen cô. Mình sao vậy? Mình có bị sao không? Tôi hỏi cô là ai? Sao lại vào nhà tôi? Em là Mai nè, là vợ của mình đấy. Ta còn giật mình, huống chi ngươi. Giọng nói, dáng người, quần áo, đúng là vợ mình. Nhưng vết bớt trên má đâu? Da lại trắng như bông bưởi. Em lấy lọ nước thơm mình rắc ở mái nhà ra tắm gội. Đúng rồi, lọ nước thần. Hồi ấy tôi cứu con chim sẻ nên được nó tặng. Tôi tưởng nó nói linh tinh, nào ngờ. Vẫn còn một ít, hay mình cũng lấy tắm đi. Tôi cần gì, mình đẹp là được rồi. Quá yêu thương người vợ xinh đẹp, không muốn rời nửa bước. Nhưng công việc hàng ngày thì vẫn phải làm, nên Tắc đành thuê người vẽ tranh vợ để mang theo, lâu lâu lấy ra nhìn cho đỡ nhớ. Mình đi làm nha. Em đã làm món nước mát cho mình rồi. Lúc khác mình nhớ uống nước, đừng có mê làm quá, sẽ mệt đó. Ngày nào mình cũng gặp nhau. Mình mang tranh vẽ của em theo làm gì? Mình nhớ em á, thì trưa em mang cơm vào rừng cho mình. Vào rừng vất vả lắm, làm quá trưa tôi về. Trả bức họa cho tôi. Thiệt là mình vào rừng cẩn thận đó. Sao vợ mình càng ngày càng đẹp, lại ăn nói ngọt ngào như vậy? Thật là... Trả lại cho tao. Ở đâu lại có người đẹp như thế này? Ngươi mau tìm hiểu xem người này có thật ở ngoài đời hay không. Quan Đại Thần giúp nhà vua đi tìm người đẹp trong tranh. Trên đường đi, thấy người dân đói khổ, quan bỏ tiền mua lúa gạo để phát cho dân nghèo. Các người mau phân phát gạo này cho dân đi. Người tạ ơn quan. Mọi người xếp hàng nhận gạo theo thứ tự. Quan lớn đã nói vậy thì ai cũng có phần. Dân phải no đủ thì đất nước mới giàu mạnh được. Các ngươi có biết người trong tranh này không? Dạ, đây là bức tranh của tôi. Đây là vợ tôi. Đúng là người trong tranh rồi. Có chuyện gì sao? Tôi cho người họa tranh vợ tôi, có gì sai? Ngươi không làm gì sai cả. Nhưng nhà vua có lệnh, người phụ nữ trong tranh này phải tiến cung. Không được, đây là vợ tôi. Cãi lệnh vua là tội chết. Vẻ chân dung vợ đem theo đi làm để ngắm cho đỡ nhớ, ngờ đâu họa từ đó mà ra. Vợ chồng Tắc Mai bỗng dưng bị chia cắt. Nàng thì ủ rũ, còn chàng thì cũng không còn tâm trí để làm việc gì. Nhìn Bửu Hành sau khi được tưới nước thần trở nên to lớn lạ kỳ, Chặt Tắc nảy ra ý hay để cứu vợ. Thưa quý phi, mời người dùng bữa. Đã nhiều ngày người không ăn không nói rồi, kéo dài như vậy sẽ tổn hại đến sức khỏe. Về phần nàng Mai, dù được vua yêu mến đem về cung, nhưng lòng lúc nào cũng chỉ nghĩ về người chồng ở quê nhà. Nàng buồn đến mức không nói cười, không tô son điểm phấn, cũng không cho ai đến gần, khiến nhà vua rất đau đầu. Trẫm tặng nàng, mà sao nàng không đón nhận? Hành ơi, giúp ta lần này nha. Nhất định ta phải cứu vợ ta về. Nàng Mai từ khi vào cung đến nay vẫn nhất quyết không nói cười. Nhà vua suốt ngày cứ mãi nghĩ đến người đẹp mà quên cả việc triều chính, khiến quần thần vô cùng thất vọng. Cho chuyện chú Hề đến mua vui. Hay, hay lắm. Cho chuyện lắng ý vào. Cho truyền pháp sư vào. Tao được tưới nước thần, dám bắt nạt chủ của tao. Nhà vua không chăm lo cho dân chúng, chỉ lo rượu chè, lấy lòng người đẹp. Đất nước này cần một vị vua anh minh hơn. Anh kia đi chỗ ghế mà bán, vua công đất ăn hành. Ông kia, tao trả giờ lại cho ta, tao trả giờ lại cho ta. Ngươi giỏi lắm, tìm đến tận đây. Vì vợ ngươi mà vua suốt ngày bắt ta tìm người giúp vợ ngươi cười nói, chẳng lo việc nước. Nếu có quyền, ta cũng trả cho ngươi rồi. Nghe nói ông rất yêu nước thương dân, sao ông không lên làm vua để con dân được nhờ? Ngươi nói vậy là cả ta và ngươi đều bay đầu như chơi. Tôi xin ông đó, hãy trả vợ cho tôi. Quan đại thần nói sao bức tường này là vườn hoa, nếu ta rao vợ ta sẽ nghe được. Dọc bằng đòn gánh cũ bằng bình vôi, ai mua hành tôi thì thương tôi với. Nàng cười rồi, nàng cười rồi. Mau tìm người rao hành vào đây, ta muốn thấy nàng cười nữa. Ngươi hãy rao đi, nàng cười càng lớn ta thử càng nhiều. Dọc bằng đòn gánh cũ bằng bình vôi, ai mua hành tôi thì thương tôi với. Mau cởi áo ra, đưa gánh hành đây, tự ta sẽ làm người đẹp cười. Dọc bằng đòn gánh cũ bằng bình vôi, ai mua hành tôi thì thương tôi với. Tên kia, ngươi dám làm người đẹp của ta khóc? Quân bay đâu?